Bài kinh này nói về bậc kinh chủ yếu là nói về cái sự già nua của con người. Thì ai sinh ra thì cũng khi mà nếu mà một cái người nào mà mình có được một cái tuổi thọ tốt thì lúc đấy mình sẽ được trải nghiệm cái tuổi già. Mà nếu mà ai mà không có cái tuổi thọ ngắn thì sẽ không được nếm trải cái tuổi già như thế nào. Tuổi già là đến khi mà mình có cái sự già nua thì nó là một cái sự biến dịch. Mà già rồi thì nó thể hiện một cái sự suy yếu, sự suy yếu trong cái kiếp người. Giống như là một cái cây cối khi mà nó phát hết cái tuổi phát triển rồi thì bắt đầu nó trở nên cằn cỗi. Những cái đồ dùng, những cái vật dụng mình sử dụng cũng thế, khi đến một cái nó cũng có một cái tuổi thọ trong giới hạn, trong cái thời gian nào đấy, và đến một lúc thì nó sẽ bị cũ kỹ. Và cái gì mà cũ kỹ thì mình biết là cái đấy nó đã sắp sửa bị tức là nó sắp trở thành cái vật vô dụng và sắp sửa phải thay thế bằng cái mới. Thế nếu mà một cái con người già đi rồi thì lúc đấy có còn sử dụng được không? Còn là ít ích gì nữa. Thì khi mà một người ta còn cái người ta khi mà còn trẻ thì không ai người ta ít khi người ta nghĩ là mình sẽ già. Cái tâm lý con người ít khi hay có cái tâm lý chủ quan. Thường là trẻ con hay có cái suy nghĩ là mình sẽ là trẻ con, mình là trẻ con, và cứ hay có cái suy ít khi có cái suy nghĩ là một ngày nào đó mình sẽ già. Hay là một cái người đến cái tuổi thanh niên trưởng thành rồi và hay có cái tâm lý chủ quan là mình cũng sẽ còn trẻ, còn lâu già, và cũng ít khi nào nghĩ là mình là sẽ già. Và những người nào đã già rồi thì hầu như cũng ít khi biết là mình đã già, mà thường cứ nghĩ rằng mình vẫn chưa già. Đấy là cái thường cái tâm lý nó hay bị cái ảo tưởng như vậy, và chỉ đến cái khi là cái sự già nó đã thể hiện ra quá rõ ràng thì cái lúc đấy người ta mới chấp nhận, là mới biết là mình đã già. Và khi biết đã mình đã già rồi thì lúc đấy còn rất nhiều những việc mình muốn làm, và lúc đấy mình sẽ cảm thấy hối tiếc những việc mình chưa làm và những việc gì mình muốn làm mà cũng không làm được. Thì già là một cái để cho mọi người có cái sự thức tỉnh, và sẽ nhận thức được mọi người. Nếu như một cái người có trí tuệ thì sẽ thấy được cái già của mình ở mọi lứa tuổi. Ai cũng sẽ thấy được rằng là trong mình có cái già, và cái người đấy không có chủ quan, thì cái người đấy sẽ làm những cái việc gì đáng làm, thì cái người đấy sau này về già sẽ đỡ phải hối hận. Pháp Cú 146 cũng nói Đức Phật dạy là cười gì hân hoan gì khi đời mà lại bị thiêu, bị tối tăm bao trùm, sao không tìm ngọn đèn. Khi mà thường ở trên đời thì người ta hay có rất là nhiều những cái niềm vui, và người ta hay đắm say vào những cái niềm vui ở trên cuộc đời. Ví dụ như là bây giờ sắp đến Tết rồi mà mọi người sẽ rất là háo hức, vì đến mùa xuân là mọi người thường mừng và dùng những cái lời lẽ, những cái câu từ rất là mỹ miều tốt đẹp để chúc phúc nhau nhân cái dịp xuân sang thêm một tuổi. Mỗi năm mà là được thêm một tuổi mà người ta hân hoan thích thú, vui mừng với một cái tuổi mới nữa. Rồi là những cái ngày có rất là nhiều những cái ngày như ngày sinh nhật, cái việc gì đó vui vẻ thì người ta hay có tổ chức năng và tiệc tùng hân hoan vui mừng. Mà thế là người ta làm thành công được một cái việc gì đấy, người ta cũng hân hoan vui mừng. Thì cái vui này, đây là những cái người mà cứ say sưa với những cái niềm vui ở trên cuộc đời, thì đến một cái lúc nào đó cái người đấy sẽ bị đến một lúc nào đó sẽ thay vì cái cười đấy sẽ là khóc than khi bị mất đi những cái niềm vui đấy. Nhưng như mỗi một mùa xuân sang thì được thêm một tuổi, và ai cũng mong cho sớm đến Tết để lại được hưởng những cái niềm vui mới nữa. Và cứ thế trôi qua, vài chục cái Tết trôi qua thì đến lúc người đó phải chết, thì lúc đấy lại khóc than về cái chết. Hay là đến một lúc mình mắc một cái căn bệnh gì đó mà không thể cứu chữa được, thì là lúc đấy hoảng sợ, tinh thần sẽ hoảng hốt, hoảng loạn, vì cái hy vọng của mình là sống để hưởng thụ cái niềm vui. Không có ai nghĩ là mình sống để phải nếm trải những cái mùi khổ đau bất hạnh cái của cái bệnh tật chết chóc, và ai cũng sợ những cái điều đó. Thì cứ cái người nào mà vui nhiều, hân hoan nhiều thì sau này cái người đấy sẽ khóc than nhiều. Cái người nào mà mình càng say đắm với cuộc đời bao nhiêu thì sau này mình sẽ càng sầu bi im lặng với cuộc đời bấy nhiêu. Vì cái người mà cứ hân hoan với những niềm vui ở trên đời là cái người đấy là cái người không có trí tuệ, không thấy được sự thật của cuộc đời như thế nào. Khi mà cuộc đời đang bị thiêu hủy, từng ngày từng giờ, mà cái người có trí tuệ thì thấy ngược lại với cái người mà bị vô minh che lấp. Cái người bị vô minh che lấp thì không thấy, chỉ thấy những cái trước mắt, mình không có thấy những cái lâu dài hơn, không thấy những cái nhân tiềm ẩn ở trong những cái trước mắt này, không thấy những cái sâu xa ở bên trong những cái niềm vui, thì mình mới hay hân hoan thích thú với những niềm vui ở trên cuộc đời. Nhưng mà tất cả mọi thứ ở trên cuộc đời này đang bị bốc cháy, như là đang bị thiêu, như là cái gì nó đang bị thiêu. Nên một cái người có trí thì phải quán là mọi thứ trên cuộc đời này, tất cả mọi thứ trên cuộc đời này nó giống như là đang bị bốc cháy, như là con mắt mình đang bị bốc cháy, và những cái cảnh sắc mà mình có thể nhìn thấy bằng mắt thì nó cũng đang bị bốc cháy. Vì con mắt thì bây giờ mình còn trẻ thì nó như thế, nó còn tinh anh sáng sủa thế này, nhưng mai mốt mỗi ngày trôi qua thì cái con mắt này nó sẽ kém hơn, nó sẽ mờ đi. Khi mà tuổi già thì người ta sẽ bị não hóa, và cái con mắt này nó cũng già nua đi, và cái độ tầm nhìn nó cũng giảm suốt, cho nên người ta phải đeo kính não. Thì ai mà đeo kính não thì phải biết là mình đã già rồi, đừng tưởng mình còn trẻ nữa. Khi mà những cái cảnh sắc ở bên ngoài mình có thể nhìn thấy bằng con mắt này, mình cứ tưởng nó đẹp, nhất là mùa xuân sang thì cây cối đâm chồi nảy lộc mình tưởng nó đẹp, hay là mình thấy những cái gì mới mẻ mình tưởng nó đẹp, nhưng mà thực ra những cái thứ đấy nó cũng đang bị suy tàn, dần dần. Cái gì mà nó sinh lên rồi nó sẽ phải suy tàn, và sau đó nó sẽ bị diệt đi. Không có cái gì nó tồn tại mãi mãi được, ngay cả đến đất trời, ngay đến núi sông, không có cái gì ở trên cuộc đời này nó tồn tại mãi, mà nó đang ở trong cái tình trạng âm ỉ, tức là cái sự suy tàn nó đang âm ỉ từng giây, từng phút, từng ngày, từng giờ, chứ không phải là phải 5 năm, 10 năm hay 100 năm, 1000 năm sau nó mới tàn, mà nó đang tàn hoại từng tí một, nó cứ tàn dần dần. Và đến lúc mà nó có thể bộc lộ ra thì là lúc đấy nó đã sắp đến cái giai đoạn chấm dứt, nó sắp đến cái giai đoạn hủy diệt, nó bị suy tàn dần nó hủy diệt. Thì cái tai của mình nó cũng thế, nó cũng đang suy tàn dần. Lúc còn trẻ thì mình có thể có cái tai tốt, mình có thể nghe được những âm thanh từ xa, những âm thanh rất là vi tế, nhưng mà già rồi bắt đầu tai sẽ điếc gần, lúc người ta nói người ta phải nói rất to mình mới nghe. Và những cái âm thanh mà mình nghe thấy bằng tai nó cũng suy tàn dần dần, nó cũng hoại diệt, chứ nó không có tồn tại mãi. Mũi, cái lưỡi, cái thân và cái ý của mình, cái trái tim của mình nó cũng thế. Để tất cả những cái cảnh sắc, thanh hương, biến xúc ở bên ngoài nó cũng đang suy tàn, đang bốc cháy dần dần, đang hủy hoại dần dần. Hay đến những cái tâm thức như là cái nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức của mình cũng thế, thì nó cũng đang hủy hoại dần dần, nó không có cái gì tồn tại mãi mãi được. Thế thì một cái người mà có cái trí tuệ thì quán chiếu ở trong cái thân tâm này, con mắt này, nó sẽ bị suy tàn và nó sẽ không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Rồi cái cảnh sắc ở bên ngoài nó cũng thế, nó không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Vậy là cái tai, những cái thân ý hay là tất cả những cảnh sắc hay hương vị xúc pháp, mình thấy được cái sự vô thường của nó, thấy được cái sự hoại diệt của nó, và mình buông bỏ được cái tham ái với những cái nội xứ và những cái ngoại xứ ở bên ngoài, thì cái người đấy có được cái niềm an vui tự tại. Vậy thì trái lại với một tiếng người, người ta có cái sự tham ái, có cái sự chấp trước vào cái sắc thân, vì đó có cái sự tham ái vào cái sắc thanh, cái mắt, tai, mũi, thân, ý, mình cho rằng đó là của mình, đó là tự ngã của mình, đó là tôi, là của tôi, tự ngã của tôi, hay có cái sự chấp trước như vậy. Cho nên là khi mình được một cái gì đó, sắc thanh hương vị xúc pháp ở bên ngoài, những cái cảnh ở bên ngoài, khi mình mong cầu những cái cảnh đó mà mình đạt được những cái cảnh đấy, thì mình hân hoan, thích thú, sung sướng. Và lúc đấy là cái sự hân hoan nó sinh lên. Thì những cái cảnh trần ở bên ngoài mà mình đang tìm kiếm, tiền tài, nhà cửa, xe cộ hay là những cái vật dụng, thì những cái đấy nó cũng là những cái thứ đấy nó cũng bị giả, tức là nó có sinh ra thì nó cũng có cái bị diệt đi, những cái đấy nó cũng không tồn tại mãi. Cho nên là mình đang mang cái già, cái bệnh, cái chết này, mình đi tầm cầu cái già, cái bệnh, cái chết, là thấy cái già, bệnh, chết, đi tầm cầu cái già, bệnh, chết. Nên là mình cũng đang bị suy tàn, đang bị hủy hoại từng giờ từng phút. Thân tâm của mình, thân thể của mình đang hủy hoại từng giờ từng phút, và mình đi tìm kiếm những cái bên ngoài, và những cái đấy nó cũng đang bị hủy hoại từng giờ từng phút, nó cũng đang bị bốc cháy, đang bị thiêu hủy. Thì đấy là cái thiêu hủy, đi tìm kiếm cái thiêu hủy, và sau đó mình hân hoan thích thú với cái đang bị thiêu hủy ấy. Đấy là cái mà bậc trí tuệ đã nhìn thấy. Vậy thì cái người nào có trí tuệ thì thấy được điều đó, bản thân mình còn đang bị thiêu hủy, mình còn chưa kiếm được mình, nên mình còn đi tìm kiếm cái bị thiêu hủy khác về, và mình hân hoan thích thú ở trên đó. Bây giờ mình được một cái gì đó mình thích thú, đấy là cái mình cười gì, hân hoan gì, khi đời lại bị thiêu. Khi mà bản thân mình đang bị thiêu, cái mà mình đang thích thú kia cũng là những cái đang bị thiêu. Cuối cùng khi mà mình mừng con mắt lại thì mình mới thấy tay không. Đến khi mà 100 năm rồi mình mới thấy nó có gì đâu. Cuối cùng đi ra ngoài nắm mồ với một cái nắm cỏ xanh rì phủ ở trên một cái tấm đất, lúc đấy mới thấy rằng tất cả những cái gì mà mình tìm kiếm, tất cả những cái gì mình vui thích trên cuộc đời nó chỉ còn là dĩ vãng, ký ức, ảo tưởng, không thật. Vậy thì cái người có trí tuệ thì luôn luôn quán chiếu, thấy được mọi thứ ở trong thân tâm mình, những cái cảnh trần ở bên ngoài nó là giả tạm như vậy, thì cái người đấy không có tham ái, không có chấp thủ. Khi mình được một cái gì đó thì mình cũng phải thấy cái này là khổ chứ không phải là vui. Mình có được tất cả mọi thứ, những cái cảnh sắc đẹp, thanh hương, minh xúc pháp, mọi thứ ở trên đời, thì thấy được là nó là khổ, nó đó đang thiêu đốt, mình, nó thiêu đốt mọi thứ ở trên cuộc đời này. Vậy cái người mà thấy được cái tính thiêu đốt của nó thì cái người đấy sẽ bớt đi cái tham ái, cái chấp trước vào mọi thứ trên cuộc đời, thân tâm mình và mọi cái cảnh vật ở bên ngoài. Và cái người đấy mới, cái người mà thấy được cái sự tối tăm ở trên cuộc đời, vì cái sự tối tăm nó bao trùm ở trên cái cuộc đời này, tức là cái người mà không thấy được sự thật, ví dụ như mọi thứ mà nó đang bốc cháy và nó bị ở những cái làn khói vô minh nên nó che phủ hết, nhìn không có phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, đâu là đúng, đâu là sai, thì cứ bị cái mây mờ nó che, là một cái người không có trí tuệ nên là không thấy được cái tính giả tạo ở trên cuộc đời. Nên thế là một cái người đang bị bao trùm của cái cuộc đời. Sao không đi tìm một cái ngọn đèn? Cái ngọn đèn là cái gì? Tức là nếu mình đang sống ở trong cái màn tối tăm của thế gian, tối tăm tức là ở thế gian này, người ta hay nhận những cái điều sai lầm là tức là hay bị ngộ nhận những cái khổ đau mà lại tưởng rằng cái đấy là an vui, những cái bị già, bị bệnh, bị chết này mà mình cứ tưởng là cái đấy là của mình, là tự ngã của mình, những cái mà mình không thể nương tựa được, cái mà nó đang bị hủy hoại này, mà mình cứ tưởng là mình có thể nương tựa được, có thể an vui tự tại được. Sao không đi tìm một cái ngọn đèn để soi sáng? Tức là sao không đi tìm ra những cái nguyên nhân của những cái sự khổ đau? Đi tìm, ví dụ như bây giờ một cái người nào mà bị già, mình sao không đi tìm cái nguyên nhân tại sao mình bị già, tìm cái nguyên nhân đó, hay là đi tìm một cái gì đó, đi tìm một cái gì đó trường sinh bất tử, đi tìm một cái gì đó mà nó thoát khỏi cái già, cái chết. Đấy mới là cái đáng đi tìm. Tức là nếu như ở trên cuộc đời này mình thấy rằng là mình có một cái gì đó rồi nó cũng sẽ bị diệt đi, nó cũng bị hủy hoại, thì mình thay rằng là mình bỏ cái thời gian công sức đi tìm kiếm những cái đang hủy hoại đấy, bằng hay bỏ cái thời gian công sức ra đi tìm một cái gì đó nó không bị hủy hoại, nó không bị già, nó không bị chết. Giống như là Tôn Ngộ Không lúc còn là một cái chú khỉ nên mà đang vui chơi với bầy đàn, nên mà có một con khỉ già nó ngắn năm ra nó chết. Thế mà lúc đấy mà có một cái chú khỉ còn khởi lên được một cái ý nghĩ là ta sẽ đi tìm một cái pháp bất tử, tìm một cái pháp bất tử về để truyền dạy cho tất cả các con. Thế rồi một thân một mình nhau rồi chơi bơi ở giữa biển khơi, đi tìm cái con đường bất tử. Thế bây giờ mình đã từng thấy cái người già rồi, sao không hỏi người già đấy lần nào là sao không đi tìm một cái thoát khỏi cái già này đi, đi tìm một cái thoát khỏi cái chết đi. Bây giờ mình thấy người chết nào đó, mình biết là một ngày nào đó mình cũng sẽ chết, sao mình không đi tìm một cái con đường bất tử? Đấy là đi tìm ngọn đèn. Ví dụ như Đức Phật khi mới sinh ra là Thái tử, thì lúc đấy ngài sống cũng hồn nhiên vô tư ở trên cuộc đời này, và được nuông chiều và hưởng thụ tất cả những cái niềm vui, không biết những cái nỗi khổ, không biết gì những cái cảnh tượng ở bên ngoài. Thế nhưng mà đến khi lớn lên rồi, ngài mới muốn khám phá ra cái thế gian này. Ngoài cái cung điện rất là nhiều cái sự rất là nhiều cái niềm vui này, thì bên ngoài còn có những cái cuộc sống của thế gian ở bên ngoài như thế nào. Thì ngài đi, ngài thấy một cái người đầu tiên, cái cảnh tượng đầu tiên đó là thấy một người già. Thấy một người già thì đối với cái người bình thường thì mình nghĩ rằng không ai có một khởi lên một cái hoài nghi thắc mắc gì, nhưng mà đối với một cái bậc có đạo trí tuệ thì cái vị đấy đã khởi lên cái hoài nghi thắc mắc tại sao lại có người già, vậy thì rồi mình có già không? Đấy đã là một cái sự thức tỉnh, đấy là một cái người thấy được cái tối tăm đấy, đấy là một cái người thấy tối tăm bao trùm trên cuộc đời này. Ôi thế thì tất cả mọi người trên cuộc đời này mai mốt cũng sẽ già như thế, cái già này nó sẽ bao trùm lên tất cả mọi người, không phải chỉ có người tóc bạc, người mà rụng răng móm miệng, hay là cái người mà da nhăn nheo, cái người mà lưng khỏng, kia mới bị già, mà tất cả những người này sẽ già hết. Tất cả thế gian này ai cũng sẽ già hết, cái già nó sẽ bao trùm hết tất cả. Đấy là tối tăm bao trùm trên cuộc đời đấy. Thế mà mọi người vẫn không có thức tỉnh, không biết rằng mình sẽ già như thế. Nếu như người bệnh thì thấy người chết thì cũng thế, thì tất cả mọi người cũng sẽ bệnh như vậy và cũng sẽ chết như vậy. Đã già thì không ai tránh còn bệnh, đã già rồi thì kháng sinh nó sẽ yếu rồi. Lúc đấy cái vi trùng nó thâm nhập vào, nó tàn phá, thì một thời gian sau nó sinh ra bệnh và chẳng bao lâu nó sẽ chết thập thò cửa nổ đến nơi. Thì cái lúc đấy là tối tăm đang bao trùm trên cuộc đời. Tại sao mà cuộc đời này bị tối tăm bao trùm như thế, bị thiêu đốt như thế? Đấy là cái sự thiêu đốt của cuộc đời. Mà tại sao không có ai thức tỉnh, không chạy thoát khỏi cái sự thiêu đốt này, không ai đi tìm một cái con đường để giải thoát khỏi cái sự thiêu đốt của thế gian này. Thế rồi khi mà một cái người rất là khác thường, ví dụ như là khi thái tử Tất Đạt Đa lên 7 tuổi, mọi người đi ra ngoài dự một cái lễ hạ điền thì mọi người thì say sưa thích thú hân hoan với những cái nghi lễ. Nhưng mà một cái vị có trí tuệ như thái tử Tất Đạt Đa thì đã nhìn ngược lại, đó là nhìn thấy những cái thứ khổ của thế gian, thấy cái muôn loài, cứ người này làm khổ người kia, chúng sinh này ăn nuốt những chúng sinh khác, ngày càng thấy thế gian này không có cái gì đáng để hân hoan, đáng vui thú như thế, trong khi mọi người thì chìm đắm vào những cái cuộc vui chơi. Nhưng mà cái vị thái tử đấy mới 7 tuổi thì đã biết nhắm mắt lại, chú tâm và hơi thở và nhập vào sơ thiền. Đấy là ngọn đèn, đấy là một cái người biết đi tìm ngọn đèn, biết đi tìm ra cái chân lý trên cuộc đời. Hay khi mà khi mà lớn lên, thái tử đấy kết hôn với công chúa Gia Du Đà Na vào cái ngày mà sinh thái tử, sinh như một vị hoàng tử gia hầu đa, mọi người thì hân hoan ca vũ sướng nhạc. Nhưng mà vị Bồ Tát thì lúc đấy ngài chỉ có, tức là lúc đấy ngài không có cái tâm trạng để xem múa hát. Khi mà mọi người thì tổ chức cái bữa tiệc để vui mừng có một vị hoàng tử ra đời, thì lúc đấy Bồ Tát Tất Đạt Đa chỉ có ngồi đấy dự lễ, nhưng mà ngài nhắm mắt và ngủ mà một giấc và không có biết gì. Mọi người cứ vui chơi cho đến khi ngài tỉnh dậy thì đã tàn cái cuộc vui đấy rồi. Tức là cái cuộc liên hoan để mừng một cái vị hoàng tử Na Hồ Na ra đời, thì lúc đấy là tàn cuộc, và những cái các cái cung nữ vũ nữ lúc đấy nằm na liệt ra đấy, và người này gác lên người kia, và lúc đấy thì những cái mùi hôi hám ở trong cơ thể nó bốc lên. Đó, lúc trước là nhảy múa nhiều hay mồ hôi chảy ra nhã nhụa, một cái mùi hôi hám bốc lên khủng khiếp. Và lúc đấy thái tử cảm thấy ghê gớm, cảm thấy nhàm chán, cảm thấy kinh sợ đối với cái sự bất tịnh của cái thân thể con người. Thì đấy là cái người đã thấy ra được cái sự thật về cuộc đời, nó không có hào nhoáng như là mình nghĩ. Thì mọi thứ ở trên đời cũng vậy, nó đang bị thiêu hủy từng ngày từng giờ. Vậy thì một cái người mà thức tỉnh ra biết được mọi thứ ở trên cuộc đời này nó đang bị thiêu hủy như vậy, không có cái gì nó tồn tại mãi. Cái thân mình nó cũng đang bị thiêu hủy từng ngày, tất cả vạn vật mọi thứ nó cũng đang bị thiêu hủy hàng ngày. Thì cái người đấy sẽ đi tìm một cái con đường bất tử. Thì cái người đấy là cái người biết đi tầm sư học đạo, tức là người đấy đi tầm đạo, là cái người thấy ra được, cái người ngộ ra được sự thật, ngộ ra được cái sự giả tạm trên cuộc đời. Thì cái người đấy sẽ đi tìm một cái con đường an vui tuyệt đối. Thế chứ ở trên cuộc đời này thì khi mà người ta đạt được một cái điều gì đó, người ta hân hoan vui mừng thích thú. Nhưng mà khi người ta mất đi những cái điều tốt đẹp đấy thì người ta chỉ biết khóc than nữa, chỉ biết than khóc. Như là bây giờ cái người đó đến cái tuổi trưởng thành, cái người nam thì đi lấy người nữ về làm vợ, cái người nữ thì đi lấy cái người nam về làm chồng. Và đấy là một cái ngày mà cả họ hàng nước thi nhau ăn mừng, vì người này thấy được người kia người ta tưởng là hạnh phúc lắm. Nhưng mà cái người có trí tuệ thì phải thấy rằng là cái đang đi thiêu đốt, đi tìm kiếm cái thiêu đốt, về hai ngọn lửa nói chung mà thiêu đốt thì càng cháy càng đụng nhanh hơn. Thì cái ngọn lửa mà nó lớn hơn thì nó thiêu đốt nhanh hơn, thì sẽ cái độ nóng nó sẽ cao hơn, và cái người đấy chắc là sẽ thành tro tàn sớm hơn. Thì mọi thứ khác vậy, mình tất cả mọi thứ khác cũng đang bị thiêu đốt, vẫn mai mốt sẽ sinh ra những đứa con, những đứa con đấy sau này nó cũng thế, nó cũng bị thiêu đốt như vậy. Nhưng mà đến một lúc nào đó bị mất đi, như là khi một người chồng hay người vợ phải chết đi, người chồng mà chết trước thì người vợ cứ chỉ than khóc mà thôi, than khóc rồi mai thì lại ra mồ lại vật vã than khóc nữa, hay là người vợ chết thì người chồng cũng than khóc, cũng vật vã than khóc, hay là con cái cha con họ hàng có ai đó mà chết qua đời thì cũng chỉ biết than khóc chứ chẳng biết làm gì cả. Đấy là cái người mà sao không đi tìm một cái ngọn đèn này, không đi tìm một cái ngọn đèn thì cứ phải than khóc làm cái gì, ngồi đấy mà than khóc sao biết là cuộc đời này nó tối tăm như thế. Sao không đi tìm một cái con đường sáng, lại cứ ở đấy mà than khóc thì có cái lợi ích gì. Vui mừng mãi rồi mà hân hoan chán rồi, nên bây giờ lại đi khóc than. Lúc trước thì hân hoan rút nhau về, bây giờ khóc than tiếp nhau đi. Trước thì có một đứa con sinh ra đời thì hân hoan ăn mừng, sinh nhật ăn mừng Tết từ cho nó lên tuổi, đến lúc hết cái tuổi thọ là khóc than tiếp nhau về nghĩa địa. Thế đi tìm ngọn đèn là đi tìm một cái đạo để tu, để giải thoát, tức là vậy. Thì cái người đấy khi mà thức tỉnh rồi thì hãy đi tìm đạo, đi tìm cái đạo bất tử, đi tìm cái ngọn đèn, là đi tìm cái con đường bất sinh bất diệt. Vì con người ta không phải là mình chỉ chết có một lần đâu, mà mình đã từng trải qua hàng trăm ngàn hàng lần chết rồi, hàng ngàn hàng vạn lần chết rồi, chứ không phải là mình mới chỉ chết có một lần. Như là khi xưa có một vị Bà La Môn vì đạt được một đứa con là khi ta chết thì hãy đưa ta lên cái ngọn núi kia để mà thiêu, chứ đừng thiêu ta ở một cái chỗ nào khác, vì chỉ có ngọn núi này mới thật sự thanh tịnh, thiêu ở đấy ta mới được sinh về cõi trời. Cái người con này mình bảo thôi cha dẫn con đến chỗ đó, chứ bây giờ chỉ không vậy không có biết được. Cái người cha dẫn người con lên đỉnh núi, chỉ đúng cái chỗ là đấy khi ta chết mình mang lên đây thiêu. Và lúc đấy Đức Phật quán biết nhân duyên của cha con này sẽ ngộ pháp, cho nên Đức Phật chờ ở dưới, Đức Phật xuống chờ người hai cha con xuống hỏi cha con dẫn nhau đi đâu về. Nên là người con mới nói là cha con nói là hãy dẫn người sau này cha chết phải đưa lên đỉnh núi để thiêu. Thế là Đức Phật mới nói là đúng như thế, cái người cha của ông đã thiêu ở cái ngọn núi đấy tới 14.000 lần rồi. Tức là đã trải qua tới 14.000 kiếp sinh tử rồi, đã thiêu cái đấy, cho nên là bây giờ ông ấy ái nhiễm cái chỗ đấy rất là sâu nặng. Nên kiếp nào sinh ra cứ đòi chết, phải thiêu ở cái chỗ đấy, phải chết ở cái chỗ đấy, rồi cứ chết được cái kiếp này sinh sang kiếp khác, vì có cái tham ái dính mắc cái ngọn núi đấy, cứ muốn lên đấy để chết ở đấy hoặc thiêu ở đấy. Nhưng không phải đây chỉ là một lần. Thì ngay như thế thì cả hai cha con rất là kinh cảm. Biết rằng cái cuộc đời nó chỉ có một cái kiếp sống này, vậy là mình đã bị thiêu đốt quá nhiều như vậy, không phải là mình chết có một lần sau. Thế lúc đấy mình ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp về cái sự khổ cuộc đời này, khổ của cái xác thân này, nó sinh ra bệnh chết, và cái nguyên nhân của khổ là cái gì, là do cái tham ái đối với cái thân này, tham ái đối với cái cảnh bên ngoài, tham ái chấp thủ thì nó mới sinh ra cái khổ. Và cái sự an vui chính là cái sự bình tĩnh, không còn cái sinh tử nữa. Khi nào mà chấm dứt được tham ái thì lúc đấy sẽ thoát khổ. Cái con đường để đi đến chấm dứt tham ái, đi đến thoát khổ ấy, đó là phải tu tập về giới định tuệ, phải có cái trí tuệ giác ngộ ra được cái sự vô thường, khổ vô ngã trên thế gian này. thì sẽ đoạn trừ được tà cái, thì sẽ thoát khổ đau. Thế thì mà nghe như thế cả hai cha con đều ngộ đạo. Đấy là những người thấy được cái sự thiêu đốt ở thế gian, đi tìm ra một cái ngọn đèn bất tử. Thì cái ngọn đèn đó chính là cái ngọn đèn chánh pháp, hay là cái ngọn đèn đấy chính là cái trí tuệ giác ngộ. Cái trí tuệ đấy nó như được ví như là cái ánh sáng để mà soi phá tan cái màn vô minh xen lấp ấy, thì sẽ thoát được khỏi bị thiêu đốt. Mình không phải thiêu đốt một đời này, mà thiêu đốt từ vô số đời về trước. Nếu như mình không có trí tuệ sẽ còn bị thiêu đốt nhiều đời tiếp về sau. Để cái người mà khôn nhất ở trên thế gian là cái người đi tìm cái ánh sáng trí tuệ giác ngộ. Cái trí tuệ giác ngộ của đấy thì là cái vị đó sẽ phải học những cái giáo pháp, phải thực hành cái giáo pháp, phải chứng ngộ cái giáo pháp đấy. Thì vị đó sẽ đạt được cái pháp bất tử, nên là cái pháp không còn bị già, bị bệnh mà bị chết. Pháp Cú 147 là: hãy xem bong bóng đẹp, chỗ chất chứa vết thương, bệnh hoạn nhiều, suy tư thật không gì trường kỳ. Hãy xem bong bóng đẹp, cái là cái bong bóng mà nó nổi ở trên bọt nước. Thì cái bong bóng ấy thì nó cứ nổ lên một cái, rồi nó sẽ nổ cái đột một cái, nó tàn, nó bị mất. Thế thì cái bong bóng này nó chính là cái xác thân của con người. Cái xác thân của con người thì nó sẽ trải qua một cái thời kỳ mà con người có một cái tuổi thanh xuân, đó là có một cái sắc đẹp mỹ miều. Giống như là cái bông hoa ấy, nó sẽ đến một cái giai đoạn mà nó nở hoa thì ong bướm sẽ kéo đến để vì say đắm với cái sắc hương của hoa. Thì cũng như vậy, thì cái sắc thân con người nó cũng như thế. Thế nên một cái người mà có cái sắc đẹp làm cho hàng trăm ngàn người trầm trồ và nhìn ngắm với một cái tâm thích thú, thì đấy là những cái người mà bị si mê. Những người không có trí tuệ chỉ nhìn thấy cái cảnh ở bên ngoài, chỉ nhìn thấy cái hào nhoáng ở bên ngoài của một cái người đó, cho nên là sinh ra cái sự đắm nhiễm, tham ái, thích thú. Thì cái đấy là cái sự hân hoan thích thú đối với cái cảnh hào nhoáng này. Nhưng mà nếu như một cái người nào đấy mà có thể nhìn thấu được vào bên trong của một cái thân thể con người thì cái người đấy sẽ kinh sợ. Nhưng như là bây giờ có một cái người nào đó mà đẹp như hoa hậu, khi mà đứng trên sân khấu sẽ có hàng ngàn vạn ánh mắt chăm chú nhìn ngắm với một cái tâm tham ái, với một cái lòng tham dục khát ái sinh ra. Nhưng mà nếu như mà cái lúc đấy mà cái người đấy mà đeo một cái đôi kính mà có thể nhìn xuyên thấu vào trong ruột gan của cái người đấy, thế nhìn thấy những con sáng, những con giun, hay là nhìn thấy phân mủ nước tiểu, nhìn thấy xương trậu, nhìn thấy tất cả những cái quế trưởng nó được bọc ở bên trong đấy thì sẽ thấy kinh khủng. Cái thân này, cái thân thể con người nó là như vậy, nó bất tịnh, vì bên trong nó chất chứa tất cả những cái sự bất tịnh. Nếu như bây giờ nó bị dò dỉ ra, nếu như trong cái thân thể bóng bởi đấy nó bị dò dỉ ra một giọt máu thì cái mùi hôi tanh nó cũng đã bốc lên rồi. Nó bị dò dỉ ra một chút mủ thì nó cũng hôi tanh, nó dò dỉ ra một chút nước tiểu, nó dò dỉ ra một chút phân thì nó cũng hôi tanh. Thì vì vậy cho nên là vì bên trong này, bên trong cái thân này đấy là chất chứa đầy những cái quế trược hôi tanh và bất tịnh như vậy, cho nên chỉ có mỗi cái lớp da rất là mỏng manh ở bên ngoài để che đậy. Thế là mà bây giờ mà chẳng may mà có một cái ngọn lửa nào đấy nó cháy xém mất cái lớp da ở bên ngoài, và đưa một cái người đấy dù có đẹp mấy thì chăng nữa sẽ không còn ai muốn nhìn người đó nữa. Người ta nhìn thấy mà người ta sẽ nhắm mắt lại và người ta cảm thấy ngượng nghịu, người ta không muốn nhìn, người ta thấy kinh khủng, giống như quỷ dữ hiện ra đấy. cũng chỉ là một cái là thân con người đang xinh đẹp những điều như thế này, thế mà bây giờ chỉ hủy hoại mỗi cái lớp da mỏng manh bên ngoài đi, mất hết, không còn cái vẻ đẹp gì nữa. Vậy thì yêu thương một cái người đẹp là yêu quý cái gì? Hôm nay yêu quý một cái lớp da mỏng manh ở bên ngoài, mỏng như là cái bong bóng vậy. Cái bong bóng đấy chẳng may mà nó bị thủng một lỗ nhỏ thôi, nó dò dỉ những cái chất quế tịnh ở trong ra thì bỏ chặt không kịp. Thì cái con người, cái thân con người là như vậy. Nhưng mà những người ở thế gian say đắm, say sưa đắm nhiễm chỉ vì cái đấy mà ở trong sinh tử luân hồi, không phải là một kiếp mà trăm ngàn kiếp, bị thiêu đốt ở trên giàn thiêu, bị chôn ở ngoài nghĩa trang, bị làm mồi cho thú dữ, bao nhiêu lần sinh tử rồi mà không chữa, vẫn còn say mê tham đắm, ưa thích chấp thủ. Thì đấy là những cái người là bị vô minh vô si ở trên cuộc đời. Vậy thì những người có trí tuệ phải tu tập làm sao để mình có cái trí tuệ, để mình thấy được, để mình thấy sâu vào cái bản chất bên trong cái đẹp đấy. Nó có những cái rất là xấu xa bên trong cái đẹp đấy, những nhiều kia là những thứ rất là xấu xa, rất là ô uế, rất là bất tịnh. Cả 32 cái thể trường của con người, tóc thì trông ở bên ngoài thì tưởng là đẹp, nhưng khi nhổ ra thành từng sợi, khi mình đưa cả một cái búi tóc đó cho ai đó thì người đấy cũng kinh sợ. Ví dụ có một cái chàng trai yêu say đắm một cô gái, bảo là yêu cô ấy ở cái gì, vì cô ấy có mái tóc đẹp. Thế rồi người ta sẽ cắt cả cái mái tóc đấy, người ta nhổ hết cái mái tóc đấy đưa cho chàng trai, và đấy hãy yêu đi. Chàng trai cũng sợ, thế là bảo là tôi yêu cô đấy ở vì cô ấy có đôi mắt đẹp, thì hãy móc cái đôi mắt cho cô đấy, cho chàng ấy có yêu được không? Hay là bảo yêu cái làn da mịn màng thì hãy nộp cái làn da đưa cho cái người đấy, thì cái người đấy còn yêu được nữa. Thế thì cái mà bảo là yêu cái hàm răng đẹp thì nhổ mấy cái răng cho người ta. Thì đấy là cái sự giả tạo ở trên cuộc đời. Thế nếu như mà một cái người mà có cái khả năng thần thông như ngày xưa có tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc, một hôm cùng với các tỳ kheo ni khác đi ra bờ sông tắm, thì lúc đấy có một đám trai tráng và thấy các ni cô tắm ở trong thì định cũng nhảy xuống sông định bắt nạt ham hiếp. Thì tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc là một cái vị có thần thông tuyệt nhất, thế là cô này thấy những cái người kia đến cũng bảo các ông muốn cái gì tôi cho cái đấy. Lúc đấy bảo vì cô đẹp quá nên tôi muốn chiếm đoạt, hay là cô ấy lấy tay móc con mắt này, thích mắt thì ta cho mắt này, thế là cô ấy lấy xé toang hết cái cơ thể của mình ra đây, thích tim cho tim này, thích gan này cho gan này, thích ruột cho ruột này, bên trong này đầy đủ này, phân nước tiểu này, đấy thích đi. Thế thì lúc này những cái tên cướp kia là kinh sợ, hoảng sợ, và lúc đấy thật sự là một cái sự kinh cảm, và lúc đấy cái tâm tham dục nó đã bị chế ngự và hết sạch. Sau đó tất cả những cái đám thanh niên đấy cũng đều xin đi xuất gia và sau này cũng đều chứng đạo quả. Thì đấy là một cái người do mình không có thấy được cái xấu xa ở bên trong, nó được che phủ bởi một cái bong bóng, bởi một cái lớp hào nhoáng giả tạo rất là mỏng manh ở bên ngoài. Nếu một những người mình có thể thấy được cái sự giả tạo đấy, mình sẽ nhàm chán đối với những cái sắc thân của con người. Đấy, những cái vết thương, suy tư, bệnh hoạn nhiều suy tư thật không có gì chữa kịp. Đấy, tất cả những cái đấy nó không có tồn tại mãi được. Sắc này bị suy già, khổ tật bệnh mỏng manh, nhóm bất tịnh đổ vỡ, chết chấm dứt mạng sống. Thì cái sắc thân của con người ấy, thì con người mà khi mà bắt đầu mình sinh ra thì lúc đấy là khi mà mình đi tái sinh, đi tục sinh thì là nó có cái nhóm danh sắc tục sinh. Thì cái sắc đầu tiên mà có sẽ có một cái nhóm đó là sắc trái tim. Cái trái tim thì nó đi kèm theo với này, cái tâm tục sinh nó nương vào cái sắc trái tim, và sẽ có cái sắc là thân, có cái sắc thân, thân tịnh sắc, và có cái sắc thứ ba nữa là sắc giới tính. Có ba cái sắc đấy là ở cái thời điểm bắt đầu tục sinh vào trong bụng mẹ, bắt đầu từ cái lúc phôi thai đấy sẽ hình thành, bắt đầu lớn dần lên, cái thức ăn của người mẹ ăn vào thì bắt đầu có thêm sắc vật thực, rồi sau đó thì sẽ có thêm các cái sắc do tâm sinh, do thời tiết sinh, do vật thực sinh. Rồi khi mà mở mắt chào đời, các căn tiếp xúc với các cảnh trần, thì lúc đấy tất cả các cái con người, tất cả cái sắc thân nó sẽ được đầy đủ hết. Thì những cái sắc thân đấy thì nó một cái nhóm sắc là do cái nghiệp ở trong quá khứ nó sinh ra cái sắc thân này, ví dụ như là những cái nghiệp của mình đã tạo ở trong quá khứ là những cái nghiệp mà tốt, thì bây giờ cái người đấy sẽ có cái sắc thân tốt. Ví dụ như mình có sắc khỏe, mình có sức khỏe là do trong quá khứ mình đã tạo những cái nghiệp như là bố thí, những cái nghiệp bố giúp đỡ mọi người, chăm sóc mọi người, hay là cái người có, những người có cái sắc rất là yếu, đó là do trong quá khứ mình có những cái nghiệp lành thì ít mà cái nghiệp bất thiện thì nhiều, nên là cái người đấy hay sát sinh, và không có, hay có cái tâm bỏ sẻ, không có cái sự giúp bố thí cho mọi người. Thì có những cái người thì có cái sắc đẹp, có cái sắc đẹp, mà cái sắc đẹp đa số thì nó sinh ra từ, nó cũng một phần, nếu như cái người đó khi mà người ta làm cái việc bố thí, người ta ước muốn là sau này mình có sắc đẹp, thì cái nghiệp đấy nó sẽ hỗ trợ cho người đấy có sắc đẹp. Cái người mà khi làm bố thí mình có ước muốn là sau này mình có sức khỏe, thì cái nghiệp đấy nó hỗ trợ cho sau này có sức khỏe. Khi bố thí mình có cái ước muốn được sống lâu, thì sau này cái nghiệp đấy nó hỗ trợ cho cái người được sống lâu. Còn lại nữa là ở cái hiện tại là do tâm lý, thời tiết, do vật thực tạo nên một cái sắc thân. Thì mạng sống thì có sắc và có danh, tức là có thân và phải có tâm. Thì nó có cái sự khác nhau giữa thân và tâm. Đó là cái sắc thân này thì nó có bốn cái đặc tính, đó là nó sinh ra, và nó có một cái gọi là cái thành, và có một cái sát na là cái trụ, tức là một cái sát na nó sinh lên và một cái sát na là nó tiến triển, sinh ra nó tiến triển, tức là nó trưởng thành đấy, nó có một cái giai đoạn mà nó trưởng dưỡng, nó trưởng thành đấy, và một cái giai đoạn nữa đó là nó bị biến dị, một cái sát na là nó bị biến dị và một cái sát na là nó bị hủy diệt. Thế này cái sắc thân nó cứ nó chỉ có những giai đoạn như thế, sinh ra là sau đó nó tiến triển lên và sau đó nó biến dị và nó chết. Nên trong từng sát na là cái sắc thân cứ như vậy. Nên ở cái tuổi trẻ thì cái sự tiến triển, cái sắc về cái sự tiến triển là nó đang ở cái giai đoạn phát triển, nó nổi trội. Đến một cái giai đoạn mà nó không phát triển thêm nữa thì là lúc đấy là những cái sắc mà biến dị nó nổi trội, cho nên là cái sắc nó trở nên trông nó cằn cỗi, nó già nua đi, giống như là một cái cây măng, búp măng non khi mà nó đang một cái giai đoạn tiến triển, thì là cái sắc thân, cái sắc của nó sinh trưởng của nó, cái sắc mà nó đang sinh trưởng, đang tiến triển nó rất là mạnh, nhưng mà đến một lúc mà nó phát triển đầy đủ rồi, nó chức năng, thì cái sự mà hoại diệt thì nó lên, cái sự biến dị nó rất là mạnh, cho nên là cái cây bắt đầu nó khô cằn. Thì trong cái thân con người nó thấy nó chỉ là vật chất, nó là sắc thân. Ở cái tuổi trẻ thì do cái sắc tiến nó mạnh, cho nên là thấy nó cứ lớn dần lên. Nhưng mà đến một cái lúc mà phát triển đầy đủ rồi thì lúc đấy cái sắc tiến triển đấy nó kém đi, thì cái sắc mà nó biến dị nó lại nổi trội hơn. Thì lúc đấy mình mới thấy cái người đấy cứ mỗi ngày một tiểu tụy, một già nua, xấu xí hơn. Thì lúc đấy là nó mới biết rõ đấy. Nên là không phải là đến lúc mình già rồi, đến cái tuổi đó mình mới già, trong suốt cái quá trình nó cứ sinh, xong rồi nó tiến triển lên rồi nó lại biến dị, rồi nó lại diệt đi, mình tiến triển lên nó diệt đi, và cho đến một cái lúc nào đấy thì nó diệt hoàn toàn, là cái lúc mình chết. chấm dứt mạng sống. Thế sắc này nó cứ bị suy giảm như thế, và trong cái sắc thân này thì mình cứ nói cái sắc thân này là của mình, nhưng mà thật ra nó chỉ là một cái thứ vật chất, và trong cái sắc thân vật chất này nó có rất nhiều dinh dưỡng, cho nên là nó là một cái nơi, một cái ổ chứa rất là nhiều các cái loại vi trùng vi khuẩn sống ký sinh ở trên cái thân thể của con người. Như là những cái vi trùng sống ở trên da thì nó ăn da, nó ăn những tế bào hàng ngày, mắt thường mình không có thấy, nhưng bằng cái mắt tôi thì vẫn thấy. Đức Phật có thể quán thấy 8 vạn 4 ngàn con vi trùng nó đang, không phải là 8 vạn 4 ngàn con vi trùng, mà 8 vạn 4 ngàn loài vi trùng, 4.000 chủng loại, 8 vạn 4 ngàn chủng loại bộ tộc các cái con vi trùng vi khuẩn nó bám víu ở trên cái cơ thể này. Mà nó ăn ở ngoài da thì nó ăn da, ở trong thịt thì nó ăn thịt, trong máu thì nó ăn máu, ở trong xương thì nó ăn xương, trong tủy thì nó ăn tủy. Thế cái thân này nó là cái nơi mà nó, các cái con vi trùng đấy nó sinh ra, nó cũng là cái thức ăn để cho những con vi trùng đấy nó ăn, nó cũng là những cái nhà vệ sinh để những con vi trùng đấy nó đi lại tiểu tiện trên đấy, nó cũng là cái nghĩa trang mà những con vi trùng đấy nó chết thì nó sẽ được chôn thay ở đấy. Thì nó đầy đủ hết, cái thân thể này nó là một cái sự, nó đầy đủ tất cả, giống như là cái quả địa đại vậy. Thì ở trên thân này có đầy đủ hết tất cả những cái sự bất tích, những cái sự ô uế, những cái ổ bệnh tật. Chính vì trên sân này nó có nhiều những cái bệnh tật như vậy, cho nên có nhiều vi trùng vi khuẩn như thế, cho nên là mình có thể bùng phát những cái bệnh tật bất cứ lúc nào. Vì cái lúc tuổi trẻ thì cái sức sống nó còn mạnh, cho nên là những con vi trùng này nó ăn hoài, nhưng mà mình cứ sản sinh ra những cái sắc mới hay làm cho nó ăn không kịp, cho nên là mình cứ tưởng là khỏe, nhưng mà về già đi rồi hay là răng nó rụng bớt đi, hay là nó bị đau răng để ăn được ít đi, hay là dinh dưỡng nó kém rồi, là lúc đấy là mình ăn vào không đủ cho vi trùng này nó ăn lại, run sáng ở trong bụng nó ăn mất một phần rồi, hay là ngấm vào trong da thịt thì lúc đấy là những con vi trùng vi khuẩn ở trên da nó lại ăn tiếp, nó ăn xương ăn máu ăn thịt của mình, thế mà không đủ cho nó ăn nữa, đến một lúc nào đấy thì nó sẽ phá hủy hết, mà nó ăn vào thịt của mình là càng ngày càng gầy mòn đi, thế là ốm yếu bệnh tật sinh ra, thế là cuối cùng không thể giữ được mắt cháu này nữa là phải chết. Thì nhóm bất tích là như vậy, đến một lúc nào đấy mình sẽ đổ vỡ. Cái thân thể này là như thế, hàng ngày hàng giờ nó đang nhúc nhúc ở trên người nó ăn này, nên là phải ăn nhiều vào để cung cấp và cho nó, dùng cho mình thì không được bao nhiêu, nhưng mình ăn vào để nuôi những cái con đấy mới là nhiều, nuôi giun nuôi sáng, xong rồi nuôi ký sinh trùng ở bên trong bên ngoài. Thế mình cứ tưởng là của mình, cứ tưởng cái thân này là của mình, đấy là sai lầm. Mà là cái thân này là của chung 8 vạn 4 ngàn bộ tộc vi trùng vi khuẩn đang ký sinh ở trên đấy. Thì một cái người có cái sự quan sát như vậy thì cái người đấy mới có cái sự nhàm chán, đối với cái sắc thân này, xa lìa được cái tham ái chấp thủ với cái sắc thân này, thì cái vị đấy mới có được cái sự tự tại. Đến một cái lúc nào đó mình có chết đi thì mình cũng không có coi trọng cái sắc thân này, không có coi trọng, không nghĩ rằng khi chết là phải xây mồ cao mà đẹp, không có quan trọng là khi chết là phải làm ma cho nó, có cái hình thức lớn nào thì mà cái người đấy khi chết rồi thì cứ quăng cái sắc này đi đâu đó sớm nhất cho nó khuất đi, cho nó đỡ bất tịnh. Như là người mà có cái lòng tốt thì mà thôi thì đến lúc chết thì mình cũng mang cái xác này bố thí cho mấy cái con thú ở trong rừng, hay là mấy con chim con điểu ấy, nó ăn nó đỡ đói được nữa, cho cá đến nước được. Không có nữa thì thiêu đốt đi để cho nó đỡ bất tịnh, hoặc là chôn ra ngoài nghĩa trang rồi bỏ đi, không cần phải bồ mả gì, tốt hơn. Thì chết rồi chẳng còn dính dáng gì, liên quan gì nữa. Đấy là cái người quán để thấy được cái sắc thân là như vậy, vị đấy mới xa lìa được cái sắc thân. Thì cái người mà xa lìa được tham ái với sắc thân, cái mức độ xa lìa tham ái với sắc thân càng lớn thì cái vị đó sẽ đạt được những cái cảnh giới sau khi chết càng cao. Ví dụ như là cái người mà tham ái với sắc thân này lớn quá, cho nên khi sống ở trên đời vị đó bất chấp thủ đoạn làm mọi thứ ở trên cuộc đời này để cưng chiều cái thân này, cho nó ăn ngon, cho nó mặc đẹp, cho nó ở nhà sang trọng, mắt nó phải được cung phụng, phải được nuôi dưỡng, phải được cưng chiều, phải được cung cấp những cái nhu cầu, mà càng cung cấp thì nó lại nhu cầu nó càng lớn hơn. Thì lúc đấy mình tạo những cái ác nghiệp, tạo những cái điều tội lỗi, sát sinh cũng vì cái thân này, ăn trộm cắp, tà dâm, nói dối, cũng là vì cưng chiều nuôi dưỡng cái thân này, dùng chất say nghiện cũng là vì sự đòi hỏi của cái thân này, tạo nên bao nhiêu cái ác nghiệp cũng là vì cái sắc thân này, bị trôi năn ở trong sinh tử, bị rơi vào địa ngục, thiêu đốt trong địa ngục cũng vì cái thân này, bị sinh làm ngã quỷ, sinh làm súc sinh cũng vì cái thân này. Bao nhiêu khổ đau trong quá khứ đến hiện tại, hay là những khổ đau trong tương lai nó sinh ra cũng vì cái thân này. Nên bây giờ mình thấy cái thân này là nguy hiểm, là bệnh hoạn, là thấy cái thân này nó là độc hại, thì lúc đấy mình sẽ bớt được những cái việc làm vô nghĩa với cái thân này, những cái việc làm nguy hiểm. Sau này mình phải cảm thọ những cái nỗi khổ đau vì cái thân này. Thì cái người càng yêu thân thì sẽ càng tạo nhiều tội lỗi, cái người càng tham ái chấp thủ cái thân thì tội lỗi chất chồng và bị ngu si nó che mờ hết, tăm tối, không có phát sinh ra được trí tuệ giác ngộ. Thì cái người mà càng thấy cái thân này là giả tạm bao nhiêu thì cái người đấy càng có trí tuệ bấy nhiêu, mình sẽ xa lìa được tham ái chấp thủ và không cưng chiều cái thân này. Mình biết là nên làm cái gì đáng làm, những cái gì cao thượng có lợi ích nhất. Lúc đấy thì cái người đấy sẽ, nếu như mà chưa có giác ngộ hoàn toàn thì cái vị đấy cũng sẽ sinh về những cái nơi mà không có cái thân thể nó xấu xa, nó thô thiển, thô lỗ như là cái thân người nữa. Thì đó có thể sinh là các cái vị chư thiên. Các cái vị chư thiên thì có cái sắc thân, nó cũng là sắc thân nhưng nó có cái phước hơn, đó là cái sắc thân của các vị chư thiên đấy nó tỏa ra hào quang ánh sáng, chứ nó không có đen thui thủi như là cái thân người. Mà cái sắc thân của vị chư thiên thì thường là nó toát ra cái mùi thơm, mùi hương thơm, chứ nó không có phát ra cái mùi thối, mùi hôi hám như cái thân con người. Sắc thân chư thiên khi sinh ra thì các vị chư thiên đấy sẽ có sẽ sinh ra một cái đã trở thành cái người trưởng thành ngay, chứ không trải qua cái quá trình từ em bé để lớn dần lên như là cái sắc người. Và các vị chư thiên khi hết tuổi thọ, cái sắc thân đấy từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi nó không thay đổi, lúc nào cũng như nhau, tức là lúc sinh ra đẹp như tiên, già cũng đẹp như tiên, đến lúc chết cũng đẹp như tiên. Nhưng mà đến lúc chết thì là nó không có, nó chỉ biểu hiện ra năm cái tướng suy như là hoa ở trên đầu thì khô héo, trên cơ thể thì bắt đầu toát mồ hôi và nó có cái mùi hương trên cơ thể nó biến mất, hào quang cứ mờ lụi dần dần đi. Thì biểu hiện của một cái tướng suy, nó biểu hiện của vị chư thiên thì diễn ra trong một thời gian ngắn, và sau đó khi chết một cái thì cái xác thân ấy nó biến mất, không để lại cái xác thối nữa, không để lại cái xác chết. Và các tên vị chư thiên quyến thuộc không có mất thời gian phải đi đưa ma, phải đi làm đám ma, làm lễ truy điệu, không phải mang đi chôn cất gì hết, mà chết một cái là biến mất luôn, không để lại cái gì. Nó giống như là cái ánh sáng của ngọn đèn này, thì khi mình tắt cái công tác đi một cái là nó biến mất, nó không để lại cái gì cả. Thì cái sắc thân chư thiên có cái hào quang ánh sáng, tức là cái sắc rất là vi tế, thì nó cũng là như thế, nó cũng đỡ hơn là cái sắc thân con người. Sắc thân con người thì hôi thối. Vậy mà nếu như một cái người nào ấy, mình thấy là mình nhàm chán đối với cái sắc thân này như vậy thì cái người đấy sau này mình sẽ có được cái sắc thân tốt đẹp hơn, ví dụ sắc thân chư thiên đấy, hoặc là sắc thân Phạm Thiên thì lại còn rực rỡ hơn cả sắc thân của các vị chư thiên, tức là cái hào quang ánh sáng, cái sự tự tại an vui hơn. Ví dụ như chư thiên có sắc thân cho nên là vẫn còn phải đi kiếm thức ăn, vẫn phải có cái mũi để thở, hàng ngày vẫn phải có cái ăn những cái vật thực, mà cái vật thực này là ăn các cái vật thực ở chư thiên, nhưng các chư thiên không ăn vật thực mà do mình dân cúng đâu. Nhiều người thờ các cái vị thiên thần, xong là cứ dân cúng thức ăn xôi gà thịt nên cứ tưởng các vị ăn, các vị không ăn. Các vị chư thiên thì ăn cái thức ăn vi tế ở cõi thiên ấy. Nhưng mà khi mà thức ăn đấy nó vào bụng thì nó tự động nó tiêu hóa, nó không có biến thành phân, nó không biến thành nước tiểu như ở con người. Nhưng mà đến ở cái cõi Phạm Thiên thì không cần ăn uống gì hết. Cõi Phạm Thiên thì nó sống bằng cái năng lực của thiền định. Ví dụ như một cái người mà tu đắc thiền thì cái vị đấy sẽ sinh lên cái Phạm Thiên giới. Thì ở cái cõi Phạm Thiên đấy thì cái vị đấy sẽ cứ lúc nào vị đấy mà cảm thấy mệt mỏi, vị đó sẽ an trú ở trong thiền, vị đó sẽ nhập định một thời. Khi mà ngồi thiền xong thì cái sắc thân nó sẽ tỏa ra ánh sáng và cái tinh thần nó sẽ được thoải mái tự tại. Vị đó không cần phải ăn để nuôi sống, mà nuôi sống bằng cái ý thức chú tâm ở trên cái đề mục thiền, và nó tạo ra cái sự hỉ nạc. Vị đó sống bằng cái sự hỉ nạc do cái tâm định thì nó sinh lên. Và những cái vị Phạm Thiên cứ sống suốt một cái tuổi thọ như thế, vì nó rất an nhiên tự tại. Vị chư thiên thì vẫn còn khởi lên phiền não, cái tâm lý vẫn còn tham sân si phiền não, và vẫn còn hưởng dục ở các giác quan, hưởng dục ở con mắt, vẫn còn đắm sắc tai và đắm thanh hương vị trúc pháp. Nhưng các vị Phạm Thiên thì không khởi lên phiền não tham sân si như vậy, và cũng các căn cũng không hưởng các cái dục nào. Cho nên là ở cái cõi Pháp Thiên tự tại hơn, an vui hơn. Nhưng mà nó vẫn còn đồng một cái tính, đó là có sinh thì có diệt. Ở cái cõi người thì sinh diệt rất là nhanh chóng, sáng sinh ra sống một thời gian thì chết. Nhưng mà ở cõi chư thiên thì sẽ có cái tuổi thọ cao hơn. Ví dụ bây giờ mình sinh làm con người, mình nhìn thấy một cái con vật gì đó mà sáng, và nó chỉ có cái tuổi thọ rất là ngắn ngủi, như cái con bờ bờ nó bay ở trên mặt nước ấy, hay cái con phù du mà nó hay nổi trên mặt biển ấy. Thì thường thường người ta thấy những cái con đấy là nó chỉ cái tuổi thọ nó chỉ trong một ngày, sáng sinh thì chiều chết, mà tối sinh thì sáng sau chết. Nó sống rất là ngắn ngủi, cho nên nhiều người than thở rằng kiếp người giống như cái phù du, tức là những con phù du nó bâu nhau ở trên mặt biển ấy, mà nó cái tuổi thọ rất ngắn như vậy. Nó cứ sinh ra, hoặc là nó đẻ ra quả trứng nhưng nó chết, ra quả trứng nó nở ra là sinh ra một cái kiếp mới, nó sống một ngày nó chết. Và cái nếu như là con người mình nhìn thấy những cái con vật mà nó có cái mạng sống quá ngắn ngủi như thế thì cảm thấy rất là tội nghiệp cho nó, cảm thấy cái cuộc sống của nó vô nghĩa quá. Thế nhưng mà các quý vị chư thiên ở trên cõi trời Đạo Lợi Thiên, cái cõi trời thứ hai thôi, thì các vị đấy sống một ngày một đêm là bằng 100 năm ở cõi nhân gian. Nếu như các vị đấy mà nhìn vào những cái con người, con người nó cứ sống, tại sao con người sai ra lúc sáng mà chiều đã chết rồi, thì mình sẽ thấy là các vị chư thiên nhìn những cái chúng sinh là những con người cũng giống như con người nhìn những con phù du trên mặt biển. Vì một ngày một đêm của các vị chư thiên ở cõi trời Đạo Lợi là bằng 100 năm ở cõi người, hay một ngày một đêm ở cõi trời Dạ Ma Thiên bằng 200 năm ở cõi người. Thì lúc đấy thấy tuổi thọ con người sống được có 70-80 tuổi, chưa bằng một ngày một đêm của cõi trời Đạo Lợi mà đã chết rồi. Cứ sinh ra chết, cứ sinh ra chết, cảm thấy mấy con người cứ nhúc nhúc như những con bọ vậy, như là những cái con côn trùng, như những con vi khuẩn vậy, chóng chết quá. Thì một cái người có trí thấy được như vậy thì thấy không có cái gì là vui thích ở cái cõi đời này cả. Cõi đời này còn hân hoan, còn tổ chức tiệc tùng, còn chạy nhảy, này còn tung tăng, này còn tìm tầm cầu, này còn ham muốn, còn thích cái này cái kia, mà không biết rằng là cái tuổi thọ mình nó quá ngắn ngủi, quá mong manh, quá lạt đạn như vậy, không có cái gì trường kỳ mãi. Mà những cái vị chư thiên đấy từ đâu mà các vị sinh thiên, cũng từ những cái phước thiện, từ những cái công đức các vị ấy đã làm mà các vị ấy sinh thiên. Những cái vị nào mà sinh Phạm Thiên là vì các vị ấy có thể ngồi thiền, chú tâm vào thiền định mà các vị ấy sinh về Phạm Thiên. Thế thôi thì một cái người ở trên cuộc đời này mình có thể tạo ra được những cái điều đó, khổ đau cũng do mình tạo, an vui do mình tạo. Thế với một cái người có trí thấy như thế Ở cõi người này cũng sinh diệt như thế, cõi chư thiên cũng sinh diệt, cõi Phạm Thiên cũng sinh diệt. Tức là có cái mức độ hưởng cái sự an vui thì nó khác nhau, nhưng mà cái tính chất sinh diệt thì giống nhau. Vậy thì một cái người, một cái bậc mà muốn cầu một cái đạo bất tử, một cái pháp bất tử, vĩnh viễn thoát khỏi già bệnh chết, thì cái vị đấy phải cầu cái sự niết bàn, phải cầu chứng đắc niết bàn, phải cầu chấm dứt khổ đau sinh tử. Thì một cái người mà có một cái trí tuệ mà xa lìa được tham ái đối với lại cái sự sinh, đối tham ái đối với lại tất cả các cái sự sinh tử của các kiếp sống, thì cái vị đấy sẽ đoạn trừ được cái vô minh tham ái chấp thủ đối với lại cái sắc thân hay là đối với lại cái tâm, cái sắc pháp và danh pháp, thì cái vị đấy sẽ đi đến niết bàn, sẽ đi đến cái giải thoát cái luân hồi khổ này. Như trái bầu mùa thu bị vứt bỏ quang đi, nhóm xương trắng bồ câu thấy chúng còn vui gì. Thì một cái người mà muốn thức tỉnh ra được ở trên cuộc đời, người thức tỉnh ra được và để mà nhàm chán đối với cái xác thân này, thì vị đấy phải đi đến cái nơi nào mà có nhiều cái xác chết, vị đó phải quán tử thi, thì cái vị đó mới hiểu ra được cái bản chất của cái xác thân. Thường thì người ta chết, người ta mang đi chôn ở dưới hồ mà mình có mình nhìn thấy cái xác chết. Nhưng ở cái nơi nào mà có cái xác chết mà người ta không có chôn, người ta quăng bỏ, thì một thời gian sau thì cái xác đấy nó sẽ, cái phần da thịt nó bị thối rữa thì nó còn lại những cái bộ xương. Và cái người nào muốn hiểu về bản chất của cuộc đời thì hãy đến đấy quán những cái bộ xương hay là quán những cái xác chết, quán những cái tử thi. Nên là bây giờ thì có những cái nhà xác, đến đây mà quán cái xác, nhưng mà quán ở những cái nhà xác nó vì nó lưu giữ lại được cái xác, không thấy được cái tính hủy diệt, cái tính hủy hoại, thì cái sự kính cảm nó không cao. Nên là cái người mà thấy được cái tính hủy hoại thì cái sự kính cảm nó mới cao. Thì cái người đấy quán như vậy thì mình thấy được xa lìa được cái sự là ưa thích đối với cái thân, thì lúc đấy mình mới biết là nào có vui gì. Dù cái thân mình còn khỏe mạnh cũng không nên vui thích, không nên ngã mạn. Dù cái thân mình có đẹp cũng không nên yêu thích, không nên ngã mạn, không nên chiều chuộng cái thân này. Nên và cái người đấy phải biết là dùng cái thân này làm cái việc gì đó có ý nghĩa nhất, dùng cái thân này để tạo ra những cái phước này, dùng cái thân này để tránh những điều tội lỗi, tạo ra những cái công đức, hay là dùng những cái thân này để tạo ra những cái ba la mật, tạo ra những cái công phu tu tập để đi đến giải thoát, thì có cái ý nghĩa hơn là mình để cho cái thân này nó sai khiến đi tìm cầu hưởng thụ những cái niềm vui dục lạc, những cái lạc tạm ở trên thế gian. Để bao nhiêu những cái dục lạc đó là do cái thân này nó đòi hỏi, và sống cả một cái kiếp sống để phục vụ cho nó, cuối cùng rồi đến khi chết thì nó cũng bị tan hoại, đất nó trở về đất, nước thì nó hòa vào nước, lửa thì nó hòa vào lửa, mà gió thì nó cũng hòa vào gió, cuối cùng là tan rã ra, không còn gì cả, giống như là chỉ còn lại một cái đống xương rơi mỗi nơi một khúc thế này. Thì đấy là một cái người hiểu ra được ai sống ở trên đời này có ý nghĩa, mà ai đã sống một cuộc đời vô nghĩa, cũng là cái thân con người. Cái người này sẽ biết mình phải làm gì. Thành này làm bằng xương quét tô bằng thịt máu, ở đây là vật chết, mạng là nửa đạo chất chứa. Thì cái thân này cũng được ví như một cái bức tường thành, một cái bức tường thành mà người ta xây dựng ở bên ngoài, thì người ta dùng đất đá xi măng người ta xây dựng lên, nhưng mà cái bức tường thành đấy nó còn kiên cố hơn cái thân này. Cái thân con người này thì nó cũng chẳng qua, nó cũng là một cái bức tường thành. Bức tường thành ở bên ngoài thì người ta chỉ xây dựng trong một thời gian là xong, nhưng mà để xây dựng lên một cái nông đài, một cái cung điện, người ta có thể mất 1 năm, 5 năm, 10 năm. Sau đó của người ta sẽ sử dụng cái bức tường đấy, cái tòa nông đài này. Và người ta cũng không còn phải bận rộn việc xây dựng nó nữa, xây dựng một thời gian nó xong. Nhưng mà xây dựng cái bức tường thành bằng thịt máu này thì khổ lắm. Từ cái lúc mà bắt đầu nó đi tục sinh, nó chào đời là ngày nào cũng phải xây dựng nó, một ngày 2 lần không đủ mà phải 3 lần. 3 lần mình phải cho nó ăn. Đấy là mình phải đang xây dựng cái bức tường đấy, cứ hàng ngày hàng giờ đấy, lúc nào cũng phải đói là phải cho ăn 2 lần, 3 lần, 4 lần, thậm chí còn nhiều lần nữa. Để đói thì cho ăn, khát thì phải cho uống, lạnh thì phải cho mặc áo ấm, trời nóng thì phải cho nó có quạt mát, có điều hòa, bẩn thỉu thì phải mang đi tắm, rồi là mệt mỏi thì phải cho đi ngủ. Suốt ngày cứ đi chăm sóc cho một cái bức tường thành này. Cái bức thành này nó cứ đòi hỏi cái sự cung cấp như vậy, cái sự xây dựng như vậy, suốt phục vụ cho cái thân thể này, cứ liên tục từ lúc sinh ra đến lúc chết đi, lúc nào cũng phải phục vụ cho nó, ngày nào cũng phải phục vụ cho nó, đi đến đâu mình cũng phải lo lắng, phải mang theo thực phẩm, phải mang theo nước uống, phải mang theo những cái nhu cầu cần thiết. Chính vì vậy cho nên nó bị hạn chế, con người nó mất cái tự do, mất cái tự tại, mất cái tự chủ, vì cứ đi đến đâu là cũng không thể nào mình đi không được, nó có thể không cung cấp cho nó là nó chết bất cứ lúc nào. Thì nó cứ lúc nào mình cũng phải nó xây dựng cái ngôi nhà bằng cái thân thể này, nhưng mà cái ngôi nhà nó không có kiên cố, không có tồn tại mãi được. Mà mỗi một ngày trôi qua thì nó lại mục nát, nó rơi rụng, nó già nua hơn, yếu hơn và cuối cùng là nó chết hơn. Và ở trong đó chất chứa cái sự lãng mạn, tức là người nào có cái thân này cũng sẽ có cái sự lãng mạn. Người mà có cái sắc đẹp sẽ lãng mạn, nghĩ là mình có sắc đẹp. Mà người nào có sức khỏe thì lãng mạn là mình có sức khỏe. Người nào có trí tuệ thì lãng mạn là mình có trí tuệ. Thì mỗi người có một cái sự lãng mạn về cái thân này khác nhau. Vậy thì những cái điều đó nó chỉ là những cái sự ảo tưởng thôi. Dù mình có lãng mạn thì mình cũng chẳng có sống hơn được, mình cũng chẳng giữ cái thân này nó trẻ mãi được, mình chẳng giữ cái sức khỏe này nó tồn tại mãi được. Cho nên là sống trên đời này người ta cứ phải đi thi đấu với nhau, thi xem ai đẹp hơn, thi xem ai khỏe hơn. Nên là võ đài suốt ngày thi đấu đánh nhau. Vậy là tất cả những cái trò vui ở trên thế gian này suốt ngày để thi thố xem ai hơn ai, mà không biết được là mình có thể hơn người khác, hơn người này, kém người kia, nhưng mà không bao giờ mình có thể chiến thắng được cái già, không bao giờ chiến thắng được cái chết. Đấy là cái mà con người không thể thoát khỏi. Vậy thì tất cả những cái, chính cái thân này nó là cái lừa đảo, cái ngã mạn này nó chính là cái sự lừa đảo như vậy. Cứ cho là mình hơn người này, cái này hơn người kia, cái kia, nhưng mà cuối cùng mình vẫn thua cái chết. Cái chết nó đến thì nó cũng phải đầu hàng, phải tuân thủ theo. Thì đấy là cái sự lừa dối của cái thân này. Cái thân này nó lừa dối con người. Con người sinh ra có cái thân này mà cả cứ tưởng là đây là ta, cứ cố gắng phấn đấu, ta phải có cái này, ta phải đạt được cái kia, ta phải có cái này, hơn người này, ta phải hơn người khác. Thế cứ có cái tính hơn thua đấy là cái sự lừa đảo của cái thân này. Thân này nó kích thích cho mình, nó kích động cho mình, làm cho mình thích thú với cái sự hơn thua đấy. Thì đến một lúc mà chết đi là bằng nhau, người già, người đẹp để chết cũng thế, rồi đến khi chết thì nó cũng thối, cũng bị hủy hoại mục nát, đến là như nhau hết. Đến khi mà mới bóc mẽ ra cái sự thật, thì ra trên đời chẳng có ai đẹp hơn ai. Nếu mà đem những cái xác chết này mà đốt thành tro, rồi thì mình sẽ thấy chẳng có cái tro nào hơn cái nào hết. Hay là đem những cái xác chết ra để bên nhau, chẳng có cái nào nó thối hơn cái xác nào hết. Thế thì chẳng có cái xác nào khỏe hơn cái xác nào trên cuộc đời này là như nhau về cái già, như nhau về cái chết, như nhau về cái bất tịnh, như nhau về cái sự vô thường, như nhau về cái khổ và như nhau về cái vô ngã. Đấy là cái nó như nhau, còn những cái mình thấy là hơn thua kia nó chỉ là cái ảo tưởng, nó chỉ là cái sự giả tạo. Sẽ mua đẹp cũng già, thân này rồi sẽ già, pháp bậc thiện không già, như vậy bậc trí thiện nói nên cho bậc thiện. Thì mọi thứ ở trên cuộc đời này, những cái gì mà đẹp đẽ nhất ở trên thế gian này, như là xe vua thì được trang hoàng rất là đẹp, có thể được làm bằng vàng, bằng châu báu, và những cái gì quý báu nhất ở trên cái xe vua đấy, nhưng mà rồi cuối cùng nó cũng sẽ bị hủy hoại, sẽ hư hỏng chứ không còn tồn tại mãi được. Thì thân này rồi nó cũng sẽ giả, thân này có đẹp mấy thì đẹp, mạnh mấy thì mạnh, có lực sĩ mấy thì cuối cùng cũng phải giả. Nếu như là một ông vua có cái quyền lực lớn nhưng mà cuối cùng cũng già, dù ông ấy có nỗ lực đi tìm các cái thuốc trường sinh, như Tần Thủy Hoàng đi tìm thuốc trường sinh cuối cùng cũng chết, không có ai tránh khỏi được. Thì xe vua hay là tất cả những cái cung vàng điện ngọc ở trên cuộc đời này, hay là mình có thể xây cho mình rất nhiều những cái tòa lâu đài cung điện, hay là mình có thể chất chứa rất là nhiều vàng bạc của cả, thì cuối cùng tất cả những thứ ấy nó cũng sẽ hủy hoại. Nếu mà một người thấy được cái sự hủy hoại thì cái người đấy sẽ thấy rằng là mọi thứ này không phải là cái chỗ để mình nương tựa, không phải là mình có nhiều lâu đài cung điện vàng bạc mà mình an tâm được. Cái điều đó, cái chỗ đấy nó không có nương tựa đâu, cả không phải là cái chỗ ăn của mình nương tựa được. Nhưng một những người mà có thể thấy được cả những cái rất là vững vàng như là núi, sông, biển, thì những cái thứ đấy nó không tồn tại mãi, đến một lúc nào đó nó hủy hoại. Nên một cái người mà có thể quán thấy là cả cái quả địa cầu này, cả cái trái đất này, cả cái thế giới này cũng không tồn tại mãi được, cuối cùng nó cũng sẽ bị hủy hoại. Và cuối cùng thì con người ta cứ bị hủy hoại, bởi có thể là người ta bị hủy hoại bởi lửa, nó có thể đốt thiêu tất cả mọi thứ, có thể bị hủy hoại bởi nước, nước mà dâng lên nó sẽ nhấn chìm, nó sẽ cuốn trôi tất cả mọi thứ, có thể bị hủy hoại bởi gió, gió có thể nghiền nát tất cả mọi thứ, cuồng phong bão tố khởi lên thì không có cái gì tồn tại được, cái gì cũng tan thành hết. Vậy nên là khi mà cái trái đất này được hình thành và nó cũng sẽ tồn tại được đến một cái thời điểm nào đấy, ví dụ như là cái quả địa cầu này nó sẽ tồn tại để một cái thời gian nào đấy, và đến một cái ngày nào đó sẽ nó có một cái ngày tận thế sẽ đến. Cái ngày tận thế đến là khi nào mà đến cái thời tận thế đến ấy, thì sẽ có các vị chư thiên sẽ báo cho mình biết trước. 100.000 năm trước là đã có người đi thông báo rằng là 100.000 năm nữa thôi là trái đất này sẽ bị hủy diệt, các vị hãy tu tập đi, sống tử tế với nhau đi, hãy có tâm từ bi hỷ xả vô ngã đi, hãy làm việc phước thiện đi, thì các vị sẽ được sinh về cõi trời. Từ cõi trời đấy các vị sẽ hành thiền định, từ cái cõi trời đấy đắc thiền định rồi các vị sẽ sinh về cõi Phạm Thiên, mà ở cái cõi Phạm Thiên đấy sẽ thoát được cái sự hủy diệt của cái kiếp nạn. Thì cứ như thế mà ở vào cái thời điểm mà cuối, khi ở vào cái thời mà gần tận thế là mọi người bắt đầu mới thấy được cái sự hủy hoại, thấy được cái sự gấp rút, cái sự hủy diệt rồi, thì lúc đấy mọi người mới lo tu tập. Còn bây giờ nó đang ở cái thời thịnh, hưng thịnh, thấy mọi thứ nó còn đang bình yên, cho nên là mọi người thường hay có cái sự chủ quan, ít có cái sự hướng về cái sự tu tập, cho nên là người ta hay sinh vào địa ngục nhiều, sinh vào ngạ quỷ và súc sinh rất là nhiều, sinh ra làm người thì rất là ít. Có khi mà cả thế giới nên mà gom hết tất cả những cái con người nào có khi chỉ được bằng một cái tổ kiến. Loài người thì có mấy tỷ người, Nhưng cho nên là cái người, những cái chúng sinh mà sinh vào những cái cõi đọa xứ thì rất là nhiều, bởi vì cái sự chủ quan lơ là, không có làm những cái, vì cái sắc thân này mà mình tạo nên rất là nhiều cái ác nghiệp, bị những cái phiền não chi phối rồi mình sinh vào những cái cõi khổ rất là nhiều. Nếu như một cái lúc nào đó mình thấy được cái sự hủy diệt nó đang tiến đến, thì lúc đấy cái sự gấp rút nó mới thực sự, cái sự buông xả này nó mới khởi lên. Lúc đấy nếu như mình biết rằng là có cái sự hủy diệt nó đang đến, ở một đảo xa xa cách mình mấy trăm km nó đang bốc cháy, một cái ngọn lửa đấy nó đang đến gần, mình biết chắc là mình sẽ chết, mình biết chắc mình sẽ không thể giữ gì được cái gì nữa, thì lúc đấy thì mình mới buông xả, mới thật sự là buông xả. Và lúc đấy các bậc hiền trí đi rao giảng những cái đạo lý, hãy nên làm những cái điều tốt, thì lúc đấy mọi người sẽ làm. Vì vậy nên là vào cái thời mà cái thời sắp sửa đến ngày tận thế, các vị chư thiên sẽ đi trong nhân loại và thông báo như vậy, thì mọi người lúc đấy sẽ buông xả hết và lo tu tập. Nếu như lúc đấy ai có khả năng hành thiền định, họ sẽ hành thiền định và họ sẽ sinh về phạm thiên giới. Những ai mà không hành được thiền định thì họ sẽ tu giữ giới và họ sẽ giữ cái tâm thiện của mình để được sinh về thiên giới. Từ thiên giới đấy lại thành thiền định thì sinh về phạm thiên giới nữa. Thì cái trái đất này sẽ hủy hoại bằng, có khi hủy hoại bằng nửa, thì cả địa quả địa cầu này sẽ bốc cháy và cháy không còn một cái sắc pháp nào tồn tại, hủy diệt cho đến khi hết, giống như là một cái mình châm lửa và mình đốt một cái bát dầu, cho đến khi cái bát dầu này nó cháy hết mà nó không có để lại một cái tàn nhang, không để lại một cái chút cho tàn này. Thì cái quả địa cầu này ở vào cái thời điểm tận thế nó cũng thế, nó sẽ không cháy và nó không để lại một cái chút cho tàn nào hết, cháy hết sạch tất cả những cái pháp hữu vi, cháy lên đến cõi trời dục giới, và cháy xuyên lên đến các cái cõi trời sắc giới ở thấp, ở cái mức ở cái tầng thấp. Nên khi mà hủy hoại lửa bằng nước cũng thế, nó cũng sẽ làm nước đấy chảy xiết, thế làm cho cái quả địa cầu này tan vỡ hết, không còn gì. Và hay là hủy hoại bằng gió không thế, thì cái tất cả địa cầu này cũng sẽ hủy hoại hết. Sau khi mà bị hủy hoại hết như vậy, thì dần dần cái sự sinh khởi nó sẽ ổn định trở lại, và cái trái đất hình thành trở lại, và những chúng sinh ở các cõi pháp thiên bắt đầu hóa sinh xuống, rồi dần dần mới ăn những cái chất đất đấy vào, nó biến thành một cái sắc thân thô phù, rồi lại sinh sống ở trên thế gian. Và khi mà những cái chúng sinh đầu tiên khởi lên những cái phiền não, đó là khởi lên cái ngã mạn. Cái người này ăn đất nhiều, người kia ăn đất ít, thì bắt đầu mới thấy có cái sự cái sắc thân này nó khác nhau. Người này ăn nhiều hơn thì cái thân nó mập mạp hơn một tí, nghĩ là da mình đẹp hơn, còn người kia gầy gò xấu xí. Bắt đầu là có cái tâm ngã mạn hơn thua bắt đầu khởi lên cái ngã mạn hơn thua, một cái là cái chất đất biến mất. Nên là cái tâm thiện của con người mất đi thì những cái cảnh tốt đẹp ở bên ngoài nó cũng mất đi. Thế là rồi con người mà cứ khởi lên càng nhiều cái tâm bất thiện thì là những cái cảnh tốt đẹp ở bên ngoài nó càng biến mất dần, và con người sẽ phải vất vả khổ sở kiếm những thứ để ăn. Rồi cũng từ cái sự nuôi sống cái mạng sống này, nuôi cái sắc thân này, bắt đầu con người mới sinh ra những cái tội lỗi khác, từ những cái phiền não nhỏ sinh thành những cái phiền não lớn, từ những cái ác nghiệp nhỏ sinh ra những cái ác nghiệp lớn, rồi bắt đầu ăn không đủ những cái vật thực bình thường ăn không đủ, phải ăn đến cả sinh mạng của những chúng sinh khác, rồi sinh ra sát sinh, rồi là tranh giành nhau cái cuộc sống này, rồi là chém giết nhau, sinh ra chiến tranh loạn lạc, rồi là vì sống với nhau ở cuộc đời này mình cứ muốn hơn thua, cho nên là cứ phải lừa dối nhau, giành giật nhau, rồi là bằng thân tạo ác nghiệp với nhau, bằng khẩu ác nghiệp với nhau, bằng cái ý nghĩ ác ý với nhau. Thế là cái ác nó cứ chất chồng trên cái ác, rồi để địa ngục mới sinh ra, là ngã quỷ súc sinh thì nó mới sinh ra. Lúc đầu sinh ra đâu có địa ngục không, chỉ có con người thôi, nhưng mà vì cái ác của chúng sinh thì bắt đầu mình sinh ra địa ngục vì cái ác của chúng sinh, mình sinh ra ác thú ở các cái loài súc sinh, ngã quỷ mới sinh ra do những cái ác của con người, những cái tâm ác của con người thì tạo ra những cái cõi ác khác nhau, những cái tâm thiện của con người thì tạo ra những cái cõi thiện khác nhau. Để do có những cái người vẫn còn có những cái con người thiện lành biết làm việc phước, cho nên mình sinh lên cõi thiên giới, biết tu thiền thì sinh về cõi Phạm Thiên, biết giác ngộ chân lý thì chứng ngộ Niết Bàn. Thì một những người mà có cái thức tỉnh ra được cái thế gian này, mọi thứ nó đều bị hủy diệt như thế, mọi thứ nó sẽ bị hủy hoại như thế, thì cái vị đấy mới giác ngộ ra được, mới đi tìm một cái pháp bất sinh bất diệt, một cái pháp mà không có già, không có bệnh, không có chết. Thì cái pháp gì là cái pháp không già, không bệnh, không chết? Pháp của bậc thiện là cái pháp không có già. Pháp của bậc thiện là cái pháp của bậc là cái pháp của bậc thiện thế, tức là cái pháp của Đức Phật. Đức Phật đã tuyên thuyết những cái pháp mà cái pháp đấy sao lại nói là pháp không có già? Vì cái pháp của Đức Phật thì là có những cái pháp học, pháp hành và cái pháp thành tựu. Như là tất cả các Đức Phật ở trong quá khứ cũng tuyên thuyết cái pháp như vậy. Các Đức Phật ở trong hiện tại và các Đức Phật ở tương lai đều tuyên thuyết một cái pháp giống nhau, đó là tuyên thuyết lên sự thật. Cái pháp của Đức Phật là tuyên thuyết lên sự thật. Sự thật về khổ là tất cả những chúng sinh có sinh ra thì phải có già, phải có chết. Cái già và chết đấy là khổ. Sự thật về cái tập khổ tập là những nhân sinh ra khổ chính là cái tham ái, cái sự chấp thủ, nó được dẫn dắt bởi cái sự hiểu sai, sự thật vô minh. Đây là vô minh tham ái chấp thủ, là những cái phiền não luôn nó làm cho chúng sinh luân chuyển trong luân hồi. Cái sự thật về cái sự diệt khổ, tức là có cái sự chấm dứt cái khổ đau này, và sự thật là có con đường để đi đến thoát khổ, là cái con đường thực hành để phát triển trí tuệ giác ngộ. Thì đấy là cái pháp của bậc thiện. Pháp bậc thiện không già là khi mà một cái người thành tựu giác ngộ ra được cái pháp đấy rồi thì cái vị đấy sẽ thoát khỏi già. Vị đấy đạt được cái pháp vô vi, là cái pháp mà nó không còn sinh thì nó không có già, không có già thì nó không có mất và không có chết. Thì đến khi nào vị đó đạt đến cái pháp vô vi, đạt đến cái sự bất tử, tức là chứng ngộ được Niết Bàn, thì cái Niết Bàn đấy nó không có giả. Nên khi nào vị đó đoạn được vô minh tham ái, đoạn được cái chấp thủ rồi thì vị đó mới đạt được cái pháp không giả. Như vậy bậc trí thiện nói lên cho bậc thiện. Bậc trí thiện ở đây là cái bậc đã liễu ngộ được cái sự thật đấy. Thì ví dụ như Đức Phật là bậc trí thiện, Đức Phật là bậc đã liễu ngộ cái pháp vô thường đấy, khổ vô ngã đấy, của các pháp hữu vi, và các ngộ là được cái tính là chân thường, chân đạo, chân tịnh của cái pháp vô vi. Thì Đức Phật nói cái pháp đấy nên, nhưng không phải ai cũng tiếp thu cái pháp đấy, không phải ai cũng hiểu được cái pháp đấy, không phải ai cũng tin cái pháp đấy, mà không phải ai cũng sẽ thực hành theo, và không phải ai cũng sẽ chứng ngộ được cái pháp đấy. Thì cái pháp đấy bậc trí thiện nói nên, nhưng mà chỉ có những bậc thiện, những cái bậc đấy có thiện căn, những bậc đấy có thiện duyên, những cái bậc đấy là những bậc đang đi tìm cầu cái pháp bất tử, đang đi tìm cầu cái pháp thoát già, thoát bệnh, thoát chết này, thì những cái bậc đấy mới tiếp nhận những cái pháp của bậc trí thiện. Cũng là cái pháp đấy Đức Phật tuyên thuyết lên, nhưng mà những cái người mà người ta đang bị vô minh trên lớp, người ta sống ở trong cái già, cái bệnh, cái chết, nhưng người ta không biết mình đang già bệnh chết, cho nên thì người ta không chấp nhận cái pháp mà Đức Phật nói là mọi thứ trên cuộc đời này đang bị thiêu đốt đấy. Nhưng mà họ bảo đâu có thiêu đốt gì đâu, mọi thứ đang an vui, hạnh phúc thế này. Mọi thứ trên cuộc đời này nó đang là vô thường giả tạm đấy, thì mọi người người ta sẽ chống đối lại, người ta bảo mọi thứ trên cuộc đời còn đang trường tồn này, tuổi đời còn trẻ, đời còn dài, niềm vui còn nhiều, phải hưởng thụ đã. Thế là ở đời, cái pháp đời thì cứ chống đối nặng như thế, thì cái pháp của bậc thiện nói nên chỉ có những cái bậc có trí tuệ mới hiểu ra và mới chấp nhận. Những cái bậc có cái thiện căn, những cái bậc đang đi tìm cái con đường giải thoát, những cái bậc đấy không phải là chờ khi nào mình chết rồi mới biết rằng có cái chết nó đang rình rập, mà chỉ thấy những người khác chết là biết ngay, ngày mai mốt mình sẽ chết. Không phải đến lúc là mình có tóc bạc rồi, răng rụng rồi, răng nheo rồi, lưng còng rồi, chân đi run rẩy rồi, lúc đấy mình biết là mình sẽ già. Mà mình cứ nhìn cái người già khác là mình sẽ biết là cái già đấy đang chờ mình, cái bệnh đang chờ mình và cái chết đang chờ mình. Đấy là những cái bậc thiện. Tiếp thu được cái giáo pháp của bậc trí thiện, thì vì vậy nên cái giáo pháp chỉ có một số những người có thể nghe được, một số người có thể tin được, và một số người cũng có thể thực hành được. Chứ những cái người bất thiện ở trên thế gian họ sẽ không nghe cái pháp của bậc trí thiện, vì cái tư tưởng không giống nhau, cái mục đích không giống nhau, cái mong cầu không giống nhau, và cái đích đến của mỗi chúng sinh không giống nhau. Vì vậy cho nên vì cái sự bất đồng về tư tưởng như thế, cho nên là chúng sinh sinh ra ở trên đời mỗi người có một cái khuôn mặt khác nhau, chúng sinh ra trên đời mỗi một người có một cái thân tướng khác nhau. Có người thì thân tướng này đi bằng hai chân đứng thẳng này, đầu thì hướng lên trời, chân hướng xuống đất. Nhưng mà những cái chúng sinh khác thì nó không như thế. Thường thường là lưng nó chổng lên trời, chân chống dưới đất, đầu thì đi ngang ngang. Đấy, cho nên mới gọi là bản sinh, vì cái lưng nó cứ nằm ngang ngang như vậy, vì sống ở đời nó cứ ngang bướng, dặn không được. Bao nhiêu Đức Phật ra đời từ xưa đến nay rồi, nói là bao nhiêu pháp rồi, giảng bao nhiêu bài rồi, thế mà vẫn không chịu nghe theo, không chịu thực hành theo. Thì cứ vì cái sự ngang như thế mà, cho nên là dễ phải sinh làm thế này, có cái xương sống nằm ngang. Và rất là nhiều những chúng sinh cứ có những cái hình tướng khác nhau như vậy. Những người mà có cái trí tuệ tiếp thu được giáo pháp rồi thì người đấy cảm thấy như đó là một cái ánh sáng, đó là cái con đường để mình đi theo, cái con đường để thoát ra khỏi cái sự tăm tối của cái cuộc đời giả tạm này. Người ít nghe kém học, nớn già như châu đực, thịt nó tuy lớn lên nhưng tuệ không tăng trưởng. Thế thì ở trên đời này thì có những cái người sống ở trên đời này chỉ chú trọng về cái sắc thân này, không chú trọng về cái phần tinh thần, về cái phần tâm. Tức là cái người nào mà sống ở trên đời càng yêu cái thân này, mà yêu cái thân này quá mức nữa thì người ta không có, người ta chỉ cần sống ăn cho nó no bụng, xong rồi đi ngủ, ngủ dậy này ăn rồi lại ngủ, chỉ có như thế thôi. Thì cái người đấy thì đúng là như châu đực. Thì cái thịt càng ngày càng lớn lên mà trí tuệ không tăng trưởng, tức là cái người đấy không có chịu bỏ cái thời gian công sức ra học hành gì cả, thì là sống suốt ngày rèn luyện cơ bắp, ăn rồi chỉ tập luyện sao cho có sức khỏe tốt nhất. Cứ nghĩ rằng có sức khỏe tốt rồi mình sẽ sống mãi được, sẽ sống lâu, sẽ chống được nạn bệnh tật. Nhưng mà cái người đấy có thể có được sức khỏe tốt, nếu như cái người đấy mà đi đánh nhau thì người ta sẽ rất là nhiều người bị thua cuộc với cái người đấy, vì người ta có cơ bắp khỏe, nhưng mà người đấy không thắng được cái già, không thắng được cái bệnh, mà không thắng được cái chết, nhưng người đấy vẫn phải chết. Thì cái người mà không có rèn luyện về trí tuệ thì cũng như thế, lúc trẻ cũng như thế và đến lúc già cũng như thế, nói ra cái gì cũng không biết, không có hiểu biết gì. Nên một cái người mà ngay từ nhỏ là được học, có được cái kiến thức rồi, thì đến khi mà về già rồi thì là cái kiến thức đấy được tích lũy lâu dần, thì dần dần cái người đấy cái trí tuệ dần dần người ta mới thể nhập với những các cái kiến thức đấy. Thế thì cái người đấy người ta mới có thể nhìn đâu, người ta cũng có là một cái người có hiểu biết. Khi mà một cái người mà có hiểu biết thì người ta có những cái cách hành xử, những cái nói ra nó mới có cái sự văn minh, có cái sự logic, có cái hợp lý, khiến cho những cái người khác không dám khinh thường. Không dám khinh thường. Bây giờ dù cái người đấy có sức khỏe bao nhiêu nhưng mà vì đó là một cái người không có học vấn, không có kiến thức, nói ra những cái gì thì thể hiện ra cái sự ngu dốt của mình, thì đi đến đâu cũng sẽ bị những cái người khác người ta khinh này, người ta chê cười. Thì lúc nào ở đâu người ta cũng nói là ngu như là bò, dốt như bò, ngu như trâu. Thì cái người đấy sẽ càng về già càng cảm thấy tự ti, không dám, và thậm chí là không có dạy bảo được những cái lớp về sau, những cái lớp học môn về sau. Thì đấy là cái người mà sống mà không có cái sự rèn luyện về trí tuệ, không có trau dồi học thức, thì cái người đấy thì nó tăng trưởng cái sự ngu si. Và cái sự ngu si mà càng lớn thì có thể là sống ở trên đời này, có những cái người mà sinh ra mà đã có cái sự ngu si sẵn rồi, có thể người đấy là từ ở những cái kiếp như là từ trâu mà sinh lại. Giờ ví dụ như là trâu hay con voi, con bò như đó mà sinh lại, tái sinh lại có thể là do những cái năng lực, sức mạnh từ đời trước còn ảnh hưởng đến bây giờ, cho nên là vẫn còn có cái sức mạnh. Nhưng mà đời này sinh ra được là người mà không có phát triển cái trí tuệ, có thể hết cái kiếp này lại tái sinh trâu bò trở lại, lớn như trâu. Lang thang bao kiếp sống tìm người, ta tìm nhưng chẳng gặp người xây dựng nhà này, khổ thay phải tái sanh. Thì cái ngôi nhà này là chính là cái thân năm nguồn của con người. Thì một cái người mà có trí có thể thấy được mình đã từng tái sinh rất là nhiều đời nhiều kiếp, có phải già, phải bệnh và phải chết. Và một cái người đấy phải lang thang không biết bao nhiêu kiếp sống ở trong sinh tử luân hồi rồi. Và nếu như bây giờ mình có cái thắc mắc là tại sao mình lại có cái sắc thân này, có cái sắc thân này từ đâu mà đặt, mà cái người mà không có trí tuệ thì không tìm. Nếu như một cái người mà chưa thấy được cái pháp nhân duyên, chưa thấy được cái pháp duyên cực, thì cái người đấy coi như là chưa thấy được cái người thợ làm nhà, không biết cái người nào xây dựng những cái nhà này. Và thường thường người ta sinh ra trên đời người ta hay oán trời trách đất, như là có những người ta khổ quá, người ta sinh ra oán trách cha mẹ. Tại sao lại sinh ra tôi, tại sao lại làm cho tôi có cái thân này để tôi khổ thế này? Nhưng mà thật ra cha mẹ đâu có sinh ra mình, mà thực ra cái nghiệp nó sinh ra mình là có, mà chính cái nghiệp của mình nó mới khiến cho mình sinh ra ở trên đời này, chứ không phải là cha mẹ sinh mình ra trên đời này. Và những có những người thì bảo này hay là do có cái chúa trời nào đấy sinh ra cái con người này. Thì có cái học thuyết nói là mọi thứ do cái sự sắp đặt của Thiên Chúa hay là của Thượng Đế hay là của cái đấng thần linh có cái quyền năng nào đấy, thì người ta sẽ sinh ra người ta oán trách ông trời, tại sao ông trời sinh ra tôi mà để cho tôi khổ thế này. Sinh ra cuộc đời có những cái người may mắn thì có các căn đầy đủ, có những cái người thì mù điếc ngọng câm, bị bệnh về thân, bị bệnh về tâm, bất an khổ sở. Thì người ta có không hiểu tại sao, do đâu mà mình lại phải có cái sinh ra cái thân này. Hay là cái người sinh ra ta, hay là khi cha mẹ chưa sinh ra thì ta là ai, khi chết rồi ta sẽ đi về đâu. Đấy là những cái thắc mắc của con người trên cuộc đời này. Ai là cái người xây dựng nên cái ngôi nhà này, tại sao cứ phải chết rồi tái sanh? Nên mà cái sự thắc mắc này là chính khi mà một vị Bồ Tát chưa thành Phật là sẽ có cái thắc mắc này. Một vị Bồ Tát khi chưa thành Phật là cũng hay có những hoài nghi, ai là cái người tại sao lại phải có cái nỗi khổ về khổ đau sinh tử, tại sao người chết rồi phải sinh ra lại phải chết, chết rồi này thì sẽ đi về đâu, chết rồi tại sao về đâu? thì cái lúc đấy chỉ có một những người mà có cái tư duy thiền quán, ví dụ như cái vị đấy muốn biết được tại sao mình có cái sắc thân này, sắc thân này từ đâu mà nó sinh ra, vị đấy có thể truy ngược về quá khứ, từ cái thời điểm bắt đầu tục sinh ở trong bụng mẹ. Những cái người đấy mà có cái tâm định tĩnh, có cái năng lực của thiền định, vì đó sẽ truy ngược được về cái thời điểm quá khứ như vậy. Từ cái lúc đấy mình thắc mắc tại sao mình có cái sắc thân này, thì mình phải đi ngược về quá khứ, mình biết là vì nó có cái nghiệp hữu ở trong quá khứ. Vì cái nghiệp hữu đấy nó là cái nhân, tức là một cái nghiệp mà mình đã làm ở trong quá khứ. Ví dụ như được sinh ra làm người, bây giờ mình muốn biết là tại sao mình có cái thân này, thì mình phải thực hành thiền định. Khi mình có được một cái năng lực thiền định thật là vững chắc thâm sâu rồi, thì mình phải phân biệt ra được cái sắc và cái danh rồi, thì lúc đấy mình mới đi ngược về quá khứ, mình mới biết được là do cái nghiệp ở trong quá khứ nó mới khiến cho mình đi tái sinh. Mà cái lúc mình đi tái sinh thì chỉ có những vị Bồ Tát mới có thể chọn được người này sẽ làm cha làm mẹ mình. Còn những cái người phàm phu bình thường không có cái năng lực là chọn cha mẹ, là mình sẽ làm cha mẹ người này, mình sẽ đầu thai vào người này người kia, mà nó chỉ là do một cái tham ái, một cái sự chấp thủ, hay một cái nhân duyên, một cái nghiệp nào đấy, có cái nhân duyên với nhau, để mình sẽ từ cái nghiệp lực đấy khiến cho mình đi tái sinh ở bụng của một cái người mẹ nào đấy. Thế thì lúc đấy cái người đấy sẽ tìm hiểu ra là tại sao mình có cái nghiệp đấy. Tại sao mình có cái nghiệp mà khiến cho mình đi tái sinh này, thì mình mới thấy là do có cái sự chấp thủ. Tức là mình có cái chấp thủ, ví dụ mình có cái muốn thân này là tôi, là của tôi, mình mong muốn được sở hữu cái danh sắc, cái thân tâm này. Mình có tham ái với cái sự sống. Thế tại sao lại có chấp thủ? Là do có cái sự tham ái nó sinh ra. Tại sao lại có tham ái? Là do có những cái cảm thọ, những cái cảm thọ vui buồn. Thế cuộc đời mình có thích hân hoan, thích thú với những cái niềm vui ở trên cuộc đời, nó là những cái cảm thọ khổ nạn ở trên cuộc đời. Thế ra nó có những cái cảm thọ là do có cái sự tiếp xúc với sáu căn với sáu trần. Tại sao có cái tiếp xúc này? Do có cái sáu căn với sáu trần này nó tác động với nhau. Tại sao lại có cái sáu căn sáu trần là do có một cái danh sắc, là có cái thân và cái tâm, cái danh sắc tục sinh. Tại sao mà có danh sắc là do có cái thức đi tục sinh. Tại sao có thức là do có cái hành động tại việc, do có hành động là do có cái vô minh tham ái. Cái vô minh là cái sự hiểu sai sự thật. Thì cái người đấy cứ đi truy tìm như thế, thì vì nó mới tìm ra được là cái người xây cái nhà này là cái gì. Thì nó tìm ra, ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, cột kèo ngươi bị tan, tâm ta đã tịch diệt, tham ái thành tiêu vong. Thế tức là cái người đấy cứ đi truy tìm như thế, cuối cùng mới tìm ra là cái tên vô minh. Cái tên vô minh là cái gì? Là cái tên ngu ngốc. Thế thì trong người mình nó đang tiềm ẩn một cái thằng vô minh, nó tiềm ẩn một cái tên ngu ngốc. Tức là ngu ngốc là nó hiểu sai mọi thứ trên cuộc đời. Vậy những cái người nào mà càng không có học thì người đó càng ngu. Người có học thì nó còn đỡ ngu hơn một tí, thì nó làm được cái nhà đẹp hơn. Tức là nó có thể làm ra cái nhà, nó có học nó chưa, cái trí tuệ nó chưa có được thông suốt thì nó cũng làm được cái nhà đẹp, nhưng mà để cho cái đứa ngu nó làm nhà thì nó làm nhà xấu, nó làm nhà xấu khủng khiếp, xấu như quỷ, xấu như trâu, xấu như là trâu bò. Thì đấy là cái nhà đấy chính là cái thân của cái người đấy. Bây giờ cái tên vô minh hắc ám này là nó hiểu sai, tức là cái nhà nào rồi nó cũng làm nên rồi nó cũng sụp đi, thế mà nó không biết, nó cứ tưởng là làm nhà này nó sẽ vững chắc ăn ổn lắm. Thế là cái tên nó ngu ngốc, nó cứ loay hoay đi làm nhà này như vậy. Bây giờ nó không hiểu được cái tính vô thường, cho nên là gọi nó là ngu vô minh. Nếu nó mà biết được mọi thứ là vô thường thì nó không có mất công đi làm nhà. Làm nhà là tạo nghiệp đấy, làm nhà này tức là đi tạo tác các cái nghiệp này nghiệp khác, làm kia, tạo nghiệp này tạo nghiệp khác, đấy là làm nhà. Vì nó không biết là cái nhà là khổ, tức là cái nhà nào rồi nó bị cháy, nhưng mà nó dựng lên là nó âm ỉ ngọn lửa vô thường nó tiềm ẩn trong đấy, nên nó sẽ bốc cháy hết, không có cái nhà nào tồn tại mãi. Như cái nhà nào làm nên được vài chục năm sau nó cũng bị chụp được, không tồn tại mãi được, cho nên nó cứ loay hoay nhàn nhạt đấy, nó không thấy được cái khổ. Có thân này sẽ có khổ, có tạo nghiệp gì thì cuối cùng cũng khổ. Nó không thấy được là mọi thứ là vô ngã, là giả tạo, nó cứ tưởng mọi thứ là thật. Nó nhìn vào cái nhà, nó thấy cái nhà này đẹp quá, nó yêu chiều, thích thú. Nhưng mà nó có trí tuệ ra thì nó thấy là cái nhà này thì được làm bằng xương, quét tô, bằng thịt máu. Trong đấy thì là những cái ô uế bất tịnh. Trong nhà thì trong cái nhà đẹp nhưng bên trong đó là có cái nhà vệ sinh hôi thối, không có gì đẹp đâu. Thế mà vì không hiểu ra cho nên là cứ say sưa đi làm nhà, tức là cứ say sưa tạo nghiệp, có những cái hành động tạo nghiệp. Do có hành thì nó sinh ra thức, do thức thì nó sinh ra danh sắc, do danh sắc thì nó sinh ra lục nhập, do lục nhập thì nó sinh ra cái xúc thọ và ái thủ vi sinh não tử, thì nó mới có sống vi khổ yêu não. Thế cái người tìm ra được cái thằng cuối cùng là cái thằng vô minh, bây giờ diệt nó. Vì cái thằng vô minh nó tiềm ẩn, nó ẩn rất là sâu, rất là ít khó thấy, thì nó chìm ở trong bóng tối, ẩn ở trong bóng tối, cho nên là người ta khó tìm được nó. Bây giờ muốn tìm được nó phải có một cái ngọn đèn sáng, một cái ngọn đèn trí tuệ. Cái người nào muốn tìm ra vô minh thì cái người này phải học giáo pháp, học giáo pháp rồi thì có được cái ngọn đèn là tương đối, rồi sau đó mới thực hành giáo pháp, thực hành thiền. Khi thực hành thiền rồi thì cái tâm định tĩnh thì nó bừng sáng lên, cái ánh sáng trí tuệ nó bừng lên, thì dùng cái ánh sáng này bắt đầu mới soi dọi lại, soi dọi lại cái pháp duyên khởi ấy, thì mới tìm ra được cái nguyên nhân cuối cùng là do vô minh, tức là hiểu sai, thấy sai các pháp hữu vi. Các pháp hữu vi nó vốn là vô thường của vô ngã, nhưng mà cái tên vô minh nó lại thấy nó là thường là ngã tịnh, cho nên là nó mới làm cho cái người đấy bị tái sinh. Nay giờ tìm được nó rồi thì diệt được nó đi, dùng cái ánh sáng của trí tuệ diệt trừ được cái vô minh này đi. Thấy người làm nhà kia, thấy vô minh rồi, ta không làm nhà nữa, nó không có tạo các cái hành động để đưa đến tái sinh nữa. Các cái hành động để đưa đến tái sinh là những cái hành động theo những cái cảm tính hàng ngày, lúc vui, lúc buồn, lúc tham sân si thì mình làm những cái việc ác nghiệp này, tham vô thân su si thì mình làm những cái thiện nghiệp này. Còn nếu bây giờ mình không làm nữa là mình làm cái pháp thực hành cái pháp vô vi, tức là đạt đến cái sự vô vi, tâm ta chứng vô vi này. Thì tất cả những cái phiền não nó gãy tan hết, thì là đạt được cái sự tịch diệt. Thì tham ái tiêu vong, không còn tham ái với bất cứ một cái sự hiện hữu nào nữa, thì lúc đấy được giải thoát. Vì vậy nên lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bằng tiền, như cỏ già bên ao ủ rũ không tôm cá. Thì ở trên đời này sẽ có một người sinh ra ở trên đời này sẽ có hai con đường, một là đường đời, hai là đường đạo. Một là đường đời, thì cái người đấy nếu như mà chọn cho mình một con đường, đó là sống ở cuộc đời làm người gia chủ, thì vị đó phải sống cho ra cuộc đời của người gia chủ, tức là vị đó phải biết dùng cái sức lực và cái tuổi trẻ của mình để tìm kiếm bạc tiền. Tức là nếu như người đó mà không có tu đi xuất gia tu phạm hạnh thì vị đó phải học một cái nghề nghiệp nào đấy để mà kiếm sống. Là khi mà còn tuổi trẻ thì mình có thể học được tất cả những cái công nghệ, những cái nghề nghiệp, và sau này mình sẽ sinh sống bằng cái nghề nghiệp đấy. Chứ mình không thể nào mà sống mà không có một cái nghề nghiệp gì được. Mình phải nương vào chính mình. Mình lúc còn trẻ thì được cha mẹ nuôi dưỡng, nhưng rồi cha mẹ sẽ phải chết đi, vì khi tuổi già đến cha mẹ sẽ chết đi và mình sẽ phải tự sống. Vì vậy nên là mình phải có một cái nghề nghiệp. Nên là những cái người cha mẹ thường là khi mà con cái lớn lên sẽ phải cho đi học một cái gì đó, một cái môn học nào đó. Nên đầu tiên là học những cái văn hóa kiến thức, sau đó phải chuyên về một cái công nghệ, một cái nghề nghiệp nào đấy. Và cái người nào mà siêng năng học ngay từ cái lúc còn trẻ đấy thì cái người đấy sẽ có được nhiều những cái công nghệ, và cái người đấy sẽ kiếm sống bằng chính cái sức lực của mình. Thì lúc trẻ nếu không tu phạm hạnh mà cũng không tìm kiếm bạc tiền, hoặc là cái người đấy mà không muốn làm cái việc gì cả thì hãy đi xuất gia làm bác sĩ, làm sa môn, làm bác sĩ thì tu tập phạm hạnh. Thì cái người tu tập phạm hạnh thì cái vị đó, cái trí tuệ chính là cái tài sản của cái vị đó, đức tin là cái tài sản của cái vị đó, sự tinh tấn, cái sự mà tu tập giới định tuệ chính là cái tài sản của cái vị đó. Thì một cái người sẽ có hai cái loại tài sản, tài sản thế gian, hay là cái tài sản về giải thoát, tài sản trí tuệ, tài sản và cái phước báo của mình. Nếu như một cái người mà không làm hai cái việc này thì đến lúc già sẽ không biết nương tựa vào đâu, không biết làm cái gì. Khi già thì như cỏ già ở bên nào cũng không tôm cả. Đến lúc già rồi người đấy không có tài sản thì cái người đấy sẽ sống một cuộc đời cơ cực khổ sở. Cũng vậy, nếu như một cái người mà tu tập và phạm hạnh mà mình không thành tựu được phạm hạnh thì đến lúc già rồi mình cũng sẽ như cỏ già bên nào cũng không tôm cá. Đó là hai cái như vậy. Một cái người tại gia ở đời, nếu mình bỏ lãng phí cái tuổi trẻ, vì cái tuổi trẻ là cái tuổi cũng là cái tuổi mà mình có thể học tập được nhiều thứ nhất, những cái gì khó học nhất cũng có thể học được ở cái tuổi trẻ đấy. Mình có thể làm được những cái việc khó làm nhất, có thể phát triển cái sự nghiệp của mình cũng là cái tuổi trẻ đấy. Nhưng mà cái tuổi trẻ đấy cũng có thể làm những cái việc xấu nhất, những việc xấu xa, ham chơi nhất cũng là ở cái tuổi trẻ đấy. Cái tuổi trẻ có thể làm những cái việc mà nó tổn hại đến cái tương lai của mình cũng nhiều nhất ở cái tuổi trẻ đấy. Mình có thể làm những cái phạm phải những cái sai lầm lớn nhất cũng là ở cái tuổi trẻ đấy. Có thể trở thành trộm cướp cũng là ở cái tuổi trẻ đấy. Mà mình có thể trở thành những cái đấng anh hùng cũng là ở cái tuổi trẻ này. Nếu mà ai mà để lãng phí mất cái tuổi trẻ này thì sau này sẽ thành cái con cò già bên ao ủ rũ mà cái ao không có tôm cá. Thì cái người tu cũng vậy, người tu mà biết đi tu từ lúc còn trẻ thì là quý nhất, rất là quý báu. Nhưng mà nếu như mà cái người tu đấy mà không thành tựu được phạm hạnh, phạm hạnh là cái gì? Phạm hạnh là cái hạnh của cái vị Phạm Thiên ấy. Các cái vị Phạm Thiên sống rất là thanh tịnh, tức là các vị Phạm Thiên thì là người ta sống không có tham sân si, sống an trú ở trong thiền, sống an nhiên tự tại, không có hướng ngoại tầm cầu một cái gì. Vậy thì cái người nào mà tu tập là phải thành tựu được cái phạm hạnh như những vị Phạm Thiên, sống phải thanh tịnh về giới, thanh tịnh về tâm, tức là phải chứng đắc các tầng thiền, thanh tịnh về trí, phải có cái trí tuệ giải thoát, thì lúc đấy mới thành tựu. Không có mà nếu không thành tựu được cái phạm hạnh này sau này cũng thành con cỏ già ủ rũ ở bên nào. Thì đấy là hai cái. Còn đối với một cái người tại gia cũng vậy, mà người xuất gia cũng thế. Nên là cái tuổi trẻ là cái tuổi mà là cái tuổi quý báu nhất mà cũng đáng sợ nhất. Đức Phật nói là có 4 cái mà đáng sợ nhất ở trên cuộc đời này. Đó là một cái ngọn lửa nhỏ, hay là một cái vị hoàng tử trẻ, và một con rắn nhỏ với lại một vị sa di nhỏ. 4 cái đáng sợ nhất. Sao lại sợ nhất? Một cái ngọn lửa nhỏ nếu mình coi thường nó, có ngày nó lớn lên nó thiêu đốt hết cả một khu nào. Nên là không được coi thường. Ngay từ cái lúc mà cái tuổi trẻ của con người mình không được coi thường. Nhưng bây giờ một cái người mà còn nhỏ nhưng mà có cái thói hư tật xấu mà mình coi thường nó, nó còn nhỏ mà nó chơi bời ở góc tí, mai lớn lên để nó liên quan kệ, bây giờ nó đi ăn trộm ăn cắp, mai lớn lên để công an đánh mấy lần mà chửi. Cứ bảo nó như thế thì đấy là một coi thường ngọn lửa nhỏ, mà mai mốt nó lớn lên bùng cháy hết, đốt hết cả nhà cửa, phá tan hết cả tài sản của bố mẹ. Bây giờ lớn mà không có uốn nắn, mai mốt lớn lên là không có ai được nữa, lúc đấy nó thành cướp rồi, đi phá nàng phá nước. Lúc đấy ông hai giận là đừng coi thường cái hư hỏng của cái mấy đứa trẻ mà phải uốn phải giảng ngay từ bé. Cũng như vậy, cái vị hoàng tử còn trẻ nhưng mà không coi thường được, vì sau này sẽ lớn lên sẽ làm vua. Nên biết là sau này sẽ làm vua thì lớn phải làm gì, ông vua đấy sau này có lợi ích cho đất nước hay không thì là do cái tuổi trẻ có được giáo dục đúng hay không. Nếu như muốn cái vị vua đấy trở thành một cái bậc hiền nhân minh quân thì bây giờ phải rèn luyện cho có đạo đức, có trí tuệ. Nên lúc còn trẻ cứ nuông chiều cho chơi bời, suốt ngày đắm chìm trong những cái trò vui trụy lạc thì lớn lên nó cũng sẽ trở thành vua bán nước. Nước mất nhà tan là do những vua ngu ham chơi hưởng dục. Một cái con rắn độc nó còn nhỏ nhưng mà sau này nó lớn lên nhưng mà nó cũng có độc, nó có thể cắn chết người được. Bệnh không coi thường, mình phải cẩn thận với những cái gì độc hại. Một cái tâm sân hận mà dù nó còn nhỏ thôi, nhưng mà sau này nó sẽ lớn dần lên, nó cũng sẽ rất là nguy hại, khiến cho một cái người này phải loạn lạc khổ đau. Một cái vị sa di nhỏ cũng rất là đáng sợ, bây giờ còn rất là nhỏ, ham chơi hồn nhiên ngây thơ, nhưng mà sau này có thể sẽ trở thành những vị A-la-hán. Vì những vị đấy mà được tu tập, những vị đấy có thể sau này trở thành những vị tam tạng, có thể học thuộc lòng tam tạng. Những người lớn rồi mà đi tu thì làm gì có thể học được nào thông tam tạng. Mà những vị tam tạng mà phải đi tu từ bé, phải học tập từ bé. Những người mà ngay từ bé mà đã được trau dồi đúng hướng, được tu tập đúng về pháp học thì vị đấy có thể phát triển rất là cao về pháp học. Được thực hành về pháp hành thì vị ấy được phát triển rất cao về pháp hành. Nhưng mà lại không có học những cái đúng pháp, nhưng bây giờ cứ cho học những cái pháp thế gian thì sau này trau dồi toàn những cái kiến thức thế gian, không có tu tập giới định tuệ mà cứ hướng về danh vọng lợi dưỡng thì sau này sẽ trở thành những người hưởng thụ những cái danh vọng lợi dưỡng. Thì những cái vị đấy có thể sau này sẽ phá hoại giáo pháp. Thì đấy là cái tuổi trẻ là cái tuổi cũng rất là quý nhưng cũng rất là đáng sợ, nhưng cũng là có thể làm nên được sự nghiệp nhưng mà cũng có thể phá hoại sự nghiệp. Đấy là cái tuổi trẻ mà không biết sử dụng để lãng phí thì không lấy lại được. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cây cung bị gãy thở than những ngày qua. Vậy những ai mà già rồi thì bây giờ mới biết, ngồi bắt đầu mới hối hận, tại sao lúc còn trẻ mình không làm cái này, tại sao lúc trẻ không làm cái kia. Nhưng mà bây giờ mình mới nói lại với những đứa còn trẻ đấy, nó có nghe rồi không? Lúc trẻ một là đi xuất gia tu phạm hạnh, một là đi tu tập phạm hạnh để trở thành những vị sa môn. Hai là hãy sống một đời gia chủ thì phải tìm kiếm bạc tiền, tức là mình phải có một cái nghề nghiệp gì đó để sinh nhai, để kiếm sống, nghề nghiệp nương thiện gì đó. Chỉ có hai cách đấy thôi, còn nếu như mình sống ở đời mà mình không có một cái nghề nghiệp gì đấy thì sau này sẽ khổ sở. Lúc còn trẻ cũng vậy, còn trẻ mà đi xuất gia mà cứ ham chơi là không có thực hành phạm hạnh thì sau này cũng như cây cung bị gãy vậy. Vì cái tuổi trẻ nó không có trở lại nữa, nhưng đến lúc già rồi mà muốn học cũng không học được, muốn làm một cái nghề thì cũng không làm được. Đến lúc già rồi mà muốn kiếm tiền bạc cũng không kiếm được, cũng rất là khó. Thường hầu như là tuổi già rồi thì cũng sống nhờ vào con cháu, nhờ vào những người khác giúp đỡ, chứ bản thân mà lo cho mình cũng khó. Thì lúc đấy mà vì những cái ngày mà còn trẻ mà mình biết làm ăn tích lũy, rồi bây giờ mình có được một cái chút vốn mình có thể sống thì nó tự tại. Nếu bây giờ mà già rồi mà mình không có được một cái chút vốn nào đấy, bây giờ mình cứ sống nhờ vào những người khác, đôi nhiều khi cũng cảm thấy tủi thân vì bị coi thường. Vậy thì tại sao cái lúc còn có tuổi trẻ mình không biết làm, không biết tìm kiếm những cái của cải để bây giờ mình đỡ phải khổ. Thì cái người tu tập thì lúc đấy sẽ quan sát là tại sao lúc còn trẻ mình không có học pháp, để bây giờ mình già rồi học không được, tại sao lúc trẻ không hành thiền chỉ thiền quán, bây giờ mình có những cái pháp thiền đấy mình nương tựa, thì không phải là bây giờ tự tại không, đến bây giờ già rồi thì học không được mà thực hành cũng không, cũng rất là khó. Ít có cái người nào mà có thể ở cái tuổi già rồi mà có thể thành tựu được về cái pháp học pháp hành, hoặc nó có thành tựu thì nó chỉ ở cái mức nửa vời nào đấy, ít khi mà nó thành tựu viên mãn và nó cũng sẽ rất là khó khăn. Vì vậy nên là một cái người sống ở đời thì cũng phải biết tận dụng cái tuổi trẻ đấy mình có thể xây dựng nên những cái sự nghiệp tương lai an vui tốt đẹp của tương lai. Cái tuổi trẻ đấy mà biết tu tập thực hành phạm hạnh thì có thể cũng là cái tuổi trẻ mình có thể thực hành được những cái sa môn pháp, mình có thể trau dồi được cái pháp học với pháp hành, thì sau này đến tuổi già rồi sẽ không phải hối hận, không phải tủi thân, không bị coi thường, không bị bỏ rơi. Thì ai đã, nếu ai còn trẻ thì phải biết tận dụng tuổi trẻ, ai già rồi thì hãy hưởng thụ, thì cũng phải biết tu tập cái phạm hạnh để mà tích lũy những cái nhân cho đời sau, cho kiếp sau, để mình sinh ra mình tiếp tục, mình không có bỏ lỡ những cái tuổi trẻ nữa. Hết Phật ra. Idame punya asawa kadam pahamotu idame punya nibanasa pacajo otu mama punya bagam sabasarjanam pace